lúc chúng tôi qua bên Vancouver, cả cái chuyện này nó sự đời tí xíu nhưng mà nó hay, nó có đạo lý. Cho nên Ấn Tổ ngài nói đâu là chúng đó, đời này loạn ly đến cùng cực, cha mẹ người này có trách nhiệm và cha mẹ là tội lớn nhất. Thay vậy đừng làm cha làm mẹ đi, chứ làm cha làm mẹ không biết dạy con cái, để cho nó phá phá hoại, nó phá rối cái cõi đời này thì cha mẹ là tội lớn. Không có cái tội nào lớn bằng cái tội không dạy con cái, không có cái phước nào lớn bằng cái phước biết dạy con cái. Nên người ngài nói đây là câu nói của ngài là bất hủ. Chúng tôi qua 2014 để đến Vancouver, những người tổ chức đã mời chúng tôi đến, thì chúng tôi được mời đến nhà dùng bữa cơm. Cái cô này có trang trọng kinh khủng luôn, thật là một người lễ phép. Chúng tôi vừa bước vô nhà họ là họ mặc áo tràng cả gia đình ra đảnh lễ chúng tôi. Đi làm thân đó thường nói chuyện điện thoại chứ không phải là xa lạ lắm, mà họ quá cung kính. Thì chúng tôi nghĩ là một gia đình quá gia giáo luôn. Tại nước phương Tây Vancouver là đâu phải là cái chuyện mà ở Trung Quốc còn gia đình giữ viền mối của Sánh Thiên Hiền như con này được học hợp pháp. Thì đứa nhỏ mới có 4 5 tuổi nó cầm điện thoại nó bấm 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 nó giành, mà mấy đứa nhỏ này nó thấy có khách cái là bắt đầu nó kiếm chuyện để nó giành, là phải đưa cho nó để nói chuyện chứ không thôi nó khóc hoặc nó khó chịu, cuối cùng đưa cho nó chơi một chập xong rồi cái chúng tôi mới nói, ồ nếu mà nó chơi như vậy, nó muốn như vậy cũng được, mà muốn gì cũng được, rồi lớn lên rồi nó muốn đi theo trai cô cũng phải chiều nó hả? Ở bên đó tự nhiên lắm, tự do lắm, chưa đến 18 tuổi đi theo trai hết rồi. Mà 18 tuổi là nói nó là nó khiêu thưa kiện cha mẹ ở tù ạ. Cái luật cái vậy. Bà lại bà giành nó, bà lấy lại nó khóc, bà kêu, bà trợn mắt, bà đưa cái tay vô vàng cái nó im, lúc đó nó còn sợ. Rồi chúng tôi nghĩ cô này còn cái giáo dục được đứa con. 2 năm sau 2016 chúng tôi tới, đứa này lên 2 tuổi rồi. Lúc đó chúng tôi cũng đến, cổ cũng y chang như vậy, cung kính một mực. Thì đến bây giờ sự tình thay đổi, điện thoại nó đang cầm sẵn và lại giành nó ré lên, nó trợn mắt cái là cổ lui liền. Thì lúc này đã tan vỡ sự dạy dỗ con cái, chúng tôi không nói được nữa. Và từ đó chúng tôi không đến nữa Vancouver, cũng như nhà người đó chúng tôi không đến được. Bây giờ giáo dục từ người mẹ để dạy dỗ con cái họ làm không được, thì họ học Phật pháp để làm gì? Học để làm gì? Học khoa trương khoe khoang khoác lác. Con mình dạy không được, nó nạt mình cái là mình sợ rồi, do mình hư hàng ngày với nó. Cái điện thoại này nó giết con người, điện thoại giết con trẻ, không những giết con trẻ mà giết ông già luôn. Và thường nói tôi không xài điện thoại, tôi thấy tâm thanh tịnh rõ ràng. Mấy thầy có thọ dụng, cho nên thành ra cái điện thoại đó nó sẽ làm cho con người mình chỉ sống trong đó, không biết cha mẹ là ai, cha hỏi cũng không trả lời luôn. Cái gia đình chúng tôi vừa vô ngồi chơi một chút, điện thoại reng reng reng, đứa nhỏ lấy giọt ra khỏi cửa liền, cha hỏi ai vậy, im ru luôn, rồi vô lại cũng không trả lời luôn. Có học Phật pháp đó, không phải chúng tôi để ý từng ly tí trước mặt mình. Thứ hai nữa là gì? Hoài vọng một gia đình đó như Vancouver, những gia đình chúng tôi hoài vọng là hoài vọng từ con trẻ. Người lớn tuổi có làm gì được nữa, chỉ kiếm tiền nuôi con thôi. Và lão lai tài tận đến rồi làm gì? Chỉ còn con trẻ thôi, mà con trẻ giờ vậy không được. Đó thì chúng tôi mục đích để làm gì nữa đây? Không đi giảng các nơi trên thế giới và không để một mình có sức để mình bao quát toàn cầu để đem cái giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục tình người. Thì mấy thầy mấy chú là người sẽ là xưng phong về sau, là để cho con người kế tiếp hậu lai báo Phật ân đức, truyền đăng tục diệm. Mà họ hư hết rồi thì mình làm cái gì nữa bây giờ? Vậy để làm gì nữa? Đến để làm gì nữa? Chúng tôi suy tư nhiều. Thường chúng tôi thức dậy sớm, chúng tôi suy tư, không để lòng nhiều, nhưng mà chuyện đó trước mặt rõ ràng. Con của cô Viên Anh bên Chicago, chúng tôi nói tên, những người tốt nói tên, chứ người xấu mà nói tên coi chừng họ phật lòng, họ bỏ chùa, họ ghét mình. Người này tốt, tha thiết mong chúng tôi để giúp cha là chú Chiến, ông thay đổi được. Và đứa con bé, mỗi lần chúng tôi qua nó cung kính, tuy rằng thân lắm á nghe, thân đó, thân gần như là gần gũi trong gia đình thôi, nhưng mà họ vẫn giật mực cung kính. Nhớ hôm trước em của Viên Anh, cái ngày sinh nhật, nói sinh nhật chứ lễ tri ân, nó gửi cái bài hát về quý vị nghe theo. Rất cung kính và rất sâu sắc, từ trong đáy lòng của họ tự viết ra.
Cho nên hôm nay chúng tôi nhắm đến cái chuyện giáo dục của con trẻ, mà giáo dục con trẻ phải ảnh hưởng gia đình là cha mẹ. Coi lại đi, bây giờ cho dạy đệ tử quy, dạy tới nơi luôn, nhưng cha mẹ không thay đổi được. Nếu cha mẹ mà cầm điện thoại cùi bắp, nó phải cầm cùi bắp. Cha mẹ không xài, nó phải không xài chứ. Đó, như bản thân chúng tôi đó. Phải nói vào thực tiễn cuộc sống để cho họ có thể thành một con người lương dân đã, hiền nhân đã, cho là thèm thiện nhân, rồi bắt đầu mới biết lên hiền nhân, mới bước lên thánh nhân. Mà thánh nhân thì mới về cực lạc được. Thánh nhân đó là họ đã đoạn ác tu thiện được, họ phục ác tu thiện được, chưa đoạn sạch mà họ phục được. Không bắt chước người đi trước, người đi trước đó là Hòa Thượng Tịnh Không, là Ấn Tổ. Lúc đó là chỉ có là tivi truyền hình thôi, mà giáo sư Phương Đông Mỹ ông nói phải bỏ truyền hình này đi thì con trẻ mới có thể học được. Mà bờ truyền hình nó chỉ nguy hại 1% thôi nha. Bây giờ internet nó, truyền hình thì tối tối nó về mới coi được đúng không? Hoặc có về nhà mới coi được. Còn này cầm điện thoại chỗ nào cũng coi được hết luôn. Chết là chết chỗ này, chết tức tử chỗ này. Cha mẹ mà không răn đe con cái chuyện này, dễ vui cho nó là coi như hư đời nó thôi. Giờ nói không được nữa rồi, 17, 18, 20 tuổi, 25 có gia đình, làm sao nói nó được nữa. Cho nên chúng ta mong làm sao lớp học này là lớp học mẫu mực của Thánh Tiên Hiền. Cái gì của thế gian không đáng xài, không đáng đem vô để mà dùng thì lội ra. Cũng như là cái đám vườn dưới đó, mấy bà cụ đang ngồi nghe ở trên đó, ở dưới này phải không? Chúng tôi siêu nhổ cỏ thì xuống chỉ là nhổ cỏ ba cái cây gai gốc gì rồi vứt bỏ đi hết. Chứ kêu nhổ cỏ thì nhổ bắp bỏ luôn được không? Làm sao? Cái mảnh đất tâm là tâm địa mình, gai gốc sân hận bực tức ganh tị nhổ vứt nó đi hết. Còn để lại là bắp nè, là khoai, là ngô nè, là thanh long nè. Đó là cái gì ạ? Từ bi hỷ xả, cung kính, cách vật chí chi, để lại đừng có nhổ cái đó. Cho kêu đi nhổ cỏ liền bắp đi hết trơn, đâu có được. Chỗ này hiểu chỗ này đi, nghe thì có lý mà làm không được. Không có bậc thánh hiền, không có bậc người đi trước dẫn dắt, mà dẫn dắt mình cũng không làm nữa thì hỏi làm sao vậy? Người đời có cái chết trở ngại là cái chỗ cho mình là tài giỏi, thấy không? Rồi ngông ngông nghênh nghênh kiêu mạn, mình là đúng hết, người khác là sai. Chỗ này là cái chỗ vô minh si dại, chỗ này là cái chỗ nhận chìm mình đi xuống tận địa ngục này. Tiêu hết bao nhiêu công đức từ cái tâm kiêu mạn đó. Ông chú An Sĩ kiêu mạn, ta đây là giỏi tới đố cô đố. Trời, cô đố đâu cũng đố được. Ôi, một cục quà tới họng luôn. Cuối cùng Tiểu Hoái An người ta bắt cóc đi. Trời ơi, khóc. Ông về ông nói, tôi là một người thiệt là tội lỗi, làm cho gia đình khổ đau, ham một chút quà mà để mất đứa con. Quà đó là gì? Danh với lợi. Ta là giỏi, câu đố nào cũng đố được hết. Cái bộ phim này nó hay, rồi được lợi một đống luôn. Cuối cùng cầm không được, bỏ chạy đi tìm con, bỏ sạch hết ba cục quà luôn, có lấy được gì đâu. Mất cả chì lẫn chài, quà cũng mất mà con cũng mất. Thân tâm mình ngã mạn, kêu mạn ta đây là giỏi, thì vùi lấp nhân tâm, đạo đức, tánh đức, mất hết tất cả những cái gì trong thánh đức sẵn có, đọa địa ngục, mất cả chì lẫn chài. Đó, bài học của ông. Bộ phim này sâu lắm, sâu sắc. Mỗi ngày chúng tôi phải nói để anh em suy nghĩ. Hôm qua trên chùa về cái lật ra cái khúc cuối cùng, trời nó hay. Bây giờ coi khúc nào nó cũng hay. Bây giờ mình có lòng trắc ẩn là coi nó hay. Đủ, nhiều vậy đủ chưa? Sáng nhiêu đây là quá đầy đủ dung lượng. Hả? Xài được một ngày, nếu mà biết giữ nó xài một tuần. Biết giữ cái điều này xài một tuần. Có nhiều người một tuần họ nghe pháp xong, đến tuần sau họ vẫn còn cảm xúc, họ mới lên chứ. Đó, trên tỉnh thất mình đó, họ lên đó. Đóng cửa không ai, không cho vô, họ đúng muốn reo lào lên luôn. Mở cửa vô trong đó, bởi vì họ có cảm thọ, họ có thọ dụng. Còn mình đây ngồi nói như đờn khẩy tay trâu là chết ngắt rồi, không có một chút thọ dụng luôn. Cho nên hôm nay chúng tôi thấy là bắt đầu có sự thay đổi đó. Đại chúng mình có sự thay đổi. Ngoan ra, ngoan lắm. Hôm qua lên thấy nhiệt tình làm, không ai cầm điện thoại, có đâu nữa cầm. Thôi làm nhiệt tình luôn. Đó, coi nghĩ bây giờ cuộc sống thực tế về, coi con cái làm gì với cha mẹ. Cầm điện thoại, khỏi biết cha mẹ là gì đi. Thật sự là có.
cái đó là cái gì trong đó. Hôm bữa có cái gia đình ổ xong chú gọi đi, không chuyện này không quan trọng, gặp thầy mới quan trọng, khó gặp thầy lắm. Thầy khu chuyên tu đâu dễ gì lên như chúng số độc đắc, bây giờ điện thoại là cái gì đâu, không quan trọng, vứt bên. Người này còn người gì, lễ phép. Hai chữ lễ phép này khó làm. Còn không thì sao, vừa ngồi vừa nói chuyện, alo khỏe không, mai làm cái gì, coi như mình là rơm rác rồi. Thì con người này là con người gì, vô phép, không biết tôn kính người lớn, cha mẹ không tôn kính, học để làm gì? Phải răn đe cho kịch liệt cái chuyện này. Cái người này là phải quỳ úp mặt vô tường một tháng chưa hết tội. Chúng tôi thương con người vô cùng, mà thương con người đó phải là con người có đạo đức, giúp con người đó phải là con người đó gia đình đã đạo đức. Dĩ nhiên những người đó không làm chúng tôi thất vọng, bởi vì cái đó là lẽ đời, nung nấu sự đời mà. Bức tranh văn cẩu vẽ người cầm điện thoại tang thương. Câu này hay dữ lắm. Chết vì chuyện này. Chú Bảo nói con cũng chết vì chuyện này. Cầm điện thoại chơi suốt ngày game luôn. Mẹ nói một câu là đáp lại 10 câu. Thôi không ra gì hết. Đó, rõ ràng. Chú này thì ổng không còn mặc cảm, nói ổng bình thường. Chứ những người khác động đến họ là thôi, họ nảy lên người lên. Họ nói họ là tốt, hàng ngày họ học Phật Pháp. Học mà có làm được đâu. Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Di Đà Phật. Thì bây giờ cái cách lễ thì chúng tôi mời thầy Tánh lên để dợt lại cái cách này, thì lớn tiếng đại chúng, rồi đi kinh hành, không? Rồi tu một mình, rồi tu tự do, không? Cái này bữa nay là gồm đủ hết. Cái điều chúng tôi duy trì mà mọi người hình như hơi khó duy trì, đó là cột ống quần khi vô công phu. Chúng tôi vẫn giữ từ lúc đề xướng khá lâu, hơn một năm nay. Thầy Tánh đang cột ống quần, phong kéo cái y lên. Rồi, mọi người thấy cột ống quần không? Thứ nhất là gì? Lạy không đạp cái lai của ống quần để nó cà tuột xuống. Ai có lạy mà đạp ống quần nó tuột xuống là đứng trước Phật cứ dậy dậy không? Một chút xíu vậy thôi. Mà nhiều lúc chúng tôi cột xong rồi chúng tôi vào bên trong ngồi để bắt cái chân lên đó, thì nó bị kẹt. Có thể mình xả bớt ra và mở ra cho nó đầm phía dưới ống quyển của mình gần mắt cá, để cho cái ống nó thoải mái, nó không có căng căng cái quần khó chịu. Còn nếu mà mình làm sao cho nó vừa dặn thì nó không có bị căng như vậy. Thì cột ống quần thứ nhất là khỏi phải đạp lễ suốt buổi không gì trở ngại. Lỡ cái quần mình nó lỏng, hoặc là mình có tuột xuống cái lai quần nó xuống dưới rúng, không thành vấn đề, không lo. Cái chuyện này là đang nói hành trì, chứ không phải nói chuyện mà không có kinh nghiệm đó. Thứ hai, trong luật nói ống quần lùng thùng đó thì đồ bất tịnh trong người rớt ra, trong Phật điện người này không có lòng cung kính. Chỗ này phải biết à, phải may dây thun đi. Còn không, có nhiều người như hôm trước tôi gặp Hòa Thượng Trí Quảng là ống quần ngài may sẵn luôn. Ngài lễ Phật nhiều không biết sao may sẵn bó luôn. Những người như vậy. Còn đi ra bên ngoài không nói, là lên Phật điện là phải trang nghiêm thanh tịnh, giống như mình lên đối trước Phật. Có khi nào mình ra mình lễ tổ, mình thấy mình để cái đầu mình, cái trán mình dưới chân của ngài. Lễ tổ hệ viễn, trước khi vô giảng thấy đầu mình để lên cái chân của ngài. Có cảm giác này không? Lễ tổ Ấn Quang, thấy cái đầu mình để lên cái chân của ngài. Mình lễ Phật, mình thấy đang để cái đầu mình á, sát cái chân của ngài, để cái lòng ngã mạn mình á, nó bị tiêu tan đi. Lễ Phật là vậy đó. Cái gì mình đang ngồi như vậy, thấy người ta lại cúi đầu lễ dưới chân mình cảm động. Quá cảm động. Mà Phật thì dễ cảm ứng với mình vô cùng cái cách này. Cho nên chúng tôi nói là đi niệm được là kinh hành bốn chữ, đứng là lễ Phật, ngồi là tịnh tọa, còn một cách nằm dưỡng khí niệm trong tâm.
Nãy chúng tôi nói thầy Tánh bây giờ chỉ có cách đi, cách đứng, cách ngồi, bây giờ ông phải làm cách nằm, cái không được đó. Trong chánh điện không có dùng cái cách nằm được, mà nằm thì ai cũng nằm biết rồi không, nằm bây giờ nằm ở nhà nhớ, nằm không ngủ thì niệm Phật. Cho nên chúng tôi có cảm giác quen bấy lâu nay, vừa ăn cơm xong là niệm Phật thầm trong tâm, rất dễ chịu, không suy nghĩ gì cả, và vô giấc ngủ rất sâu buổi trưa, nằm nghỉ học giả buổi tối, vô hạn, niệm trong tâm thầm từng chữ từng câu, lúc ăn cơm xong tuyệt, đừng hít thở, lâu lâu hít một hơi. Phải nuôi cái tâm mình như vậy đó chứ, nuôi cái tâm mình bằng quả giác của Đức Phật Di Đà là câu Nam Mô Di Đà Phật, bằng sữa đề hồ văn sao. Ấn Tổ nói chỉ cần 10 ngày nhiếp tâm theo thập niệm ký số là có chuyện thấy khác trong người rồi. 10 ngày. Còn họ niệm lâu lâu một câu, hoặc niệm sơ sơ, hoặc hai thời công khóa thì không nói. Mà nếu mà thường ngày mà họ chịu niệm chỉ cần 10 ngày thôi là trong tâm họ khác rồi. Vọng tưởng bắt đầu nhẹ rồi đó. Phiền não đối với họ là chuyện là không quan tâm rồi đó. Ghê, pháp thập niệm ký số này có công hiệu kinh khủng. Giới thiệu suốt trong văn sao, suốt suốt trong văn sao. Ai gửi thư đến cũng kêu ông coi cái lá thư ông Cao Thiệu Lăng đi. Kinh khủng thiệt. Mình đúng là có mắt mà không trồng, có tai mà như điếc, đọc hoài 3 năm nay mà bữa nay mới lãnh hội. Thiệt là nhục nhã hổ thẹn đến cùng cực. Không đáng học trò, sách dép của Ngài không đáng. Nói mình đó nghe, đang nói mình. Chứ không phải la rầy quý vị. Thực sự nói chân thật. Bây giờ Miro cầm để đúng ra thì quý vị chỉ chấp tay thôi. Ở nhà hay là đại chúng đang tu thì không Miro, thầy phải cầm Miro. Và chút nữa thầy đi niệm Phật thầm tự do. Tự do là không theo bước chân. Tự do là họ đi bách bộ, họ đi thoải mái, không dính vô chân. Chỉ nhớ được số và thầm thôi. Bước đầu không nhớ số thì nhớ câu Phật hiệu thầm. Nhớ là 3, 3, 4, 3, 3, 4. Nhưng mà 3, 3, 4 không phải là 1 đến 3 xong rồi 1 đến 3, 1 đến 4 không phải. Nó phải theo đến số 10 thì cái tâm nó mới đủ cái sức định. Quá số 10 là tâm mình chịu không nổi, không nhớ nổi. Mà 3, 3, 3, 4, 3, 3, 4 không phải là từ 3, 1 đến 3 rồi 4 đến 6, 7 đến 10 thì cái sức định chưa sâu. Sức định chưa sâu trong nhớ số. Thì bây giờ cái đầu tiên là lễ Phật. Thầy Tánh sẽ là lễ Phật chung với đại chúng. Cái này đại chúng ai cũng làm được rồi phải không? Nhưng mà mọi người trên mạng có nhiều người chưa có rõ. Cái này cực kỳ là quý giá đó, có tiền mua không được đâu. Thì cái cách này đó là đại chúng ở đây tương đối bắt đầu là ổn. Mà hay nha, cái niệm Phật mà nó vô khớp một cái là nó yên một cái, nó không có tổn khí, một cái tâm nhiếp được cái là nó tính bắt tín hiệu liền. Hay nha. Mình làm cái gì mà bắt tín hiệu không được, gọi điện thoại bấm 0909-7474 đến lễ phong 0909-7473, nó không bắt tín hiệu. Chịu, lộn đi đâu. Hiểu bắt tín hiệu. Bắt tín hiệu là nó vô khớp, khí lực đủ, tâm lực ổn, bắt tín hiệu liền. Chịu liền, vô khớp liền. Thì bây giờ cái cách này là lễ Phật ra tiếng 3, 3, 4, 6 chữ. Ra tiếng rồi bắt đầu là sẽ tính đến cái chuyện đi kinh hành. Thâu cái đoạn này vô cho kỹ. Ông Hồ Tiểu Lâm, ổng lễ cái kiểu ổng là một mình được chứ đại chúng khó áp dụng. Mà ổng vẫn thích cái cách lễ Phật. Ổng nói ổng vẫn thích. Bởi vì đứng nó tụ khí được và dùng khí lực mạnh hơn đi. Ông nói hay, kinh nghiệm không? Còn đi như vậy nó bị tản khí do mắt nhìn tùm lum hết. Còn nếu mà lễ Phật thì mắt thầy Tánh xuống một nửa hoặc là thường là đó. Kìa, coi cái con mắt 1/3 phủ đôi mi xuống là nè. Còn nếu mở banh mắt á, thì không nhiếp được mắt. Mà nhắm lại thì trong tư tưởng có nhiều ý niệm rồi. Cái cảm giác của thọ ấm, coi như là tưởng ấm rồi thọ ấm ma trong đó rồi nó nghĩ tùm lum, mình thấy hào quang sẹt sẹt rồi vọng tưởng điên đảo là chừng ma dự phát cuồng. Người nói hai cái chuyện này mở mắt cũng bị mà nhắm mắt cũng bị, mà chỉ 1/3. Mà 1/3 khóa với mấy anh mà dễ ngủ lắm. 1/3 cái gì? Đó, nói vậy đó. Ngủ liền để sụp xuống nhanh lắm. Nhưng mà ráng giữ được con mắt cái kiểu này cũng là một sức định thần. Mà khi mà nhìn thấy mờ mờ chớp mũi nữa thì nó nghe nói tuyệt. Tuyệt, lại thầm mà một mình nhìn chớp mũi, hít sâu chậm một tiếng rồi mới thấy công hiệu cũng tu một mình cái pháp tập niệm nhớ số. Tuyệt. Thiệt mà. Cái này không lừa gạt quý vị đâu. Không lừa bịp đâu. Bây giờ lễ Phật 3, 3, 4 mà 6 chữ ra tiếng theo đại chúng. Chúng tôi cái khánh này là thế cho cái khánh trong máy. Trong máy thu đủ hết rồi. Bây giờ đầu tiên một tiếng khánh là xá trước đúng không?
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hôm nay chúng tôi dùng cái khánh thôi cho đúng ở trong đại chúng. Hôm bữa thầy Nhuận Minh nói phải đại hồng chung xuống, giống như là đại chúng thường tu thì người ta nghe dễ. Rồi tiếp tục. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Từ từ ngang đứng quỳ như vậy để ở đây nói cái chỗ này một chút. Nếu mà quỳ xuống mà hít cạn á, hít cạn nghĩa là hít không sâu á, thì không đủ bốn câu. Dẫu đủ mà ráng lo ngày cũng tổn khí. Chúng tôi là thừa, chúng tôi là thầm mà thừa luôn. Hít một hơi thiệt sâu, chúng tôi để khoảng này hơi dài chút để quý vị hít thiệt sâu vô. Rồi, bây giờ bốn chữ xong rồi, bắt đầu là nhớ là sáu chữ bốn câu xong nha. Cái nhịp đầu là ba đúng không? Xá xuống rồi đứng dậy ba, rồi xuống đây là bốn là đủ mười rồi nè. Một nhịp là mười. Rồi, xá xuống. Mà nhớ nha, khi xá xuống, rồi bắt đầu xá xuống. Vừa xuống hít hơi vô là có một câu trong tâm bốn chữ rồi. Chỗ này hơi lâu một chút để nghe cái ten mới lên nha. Còn mấy Phật tử chúng tôi coi trực tiếp cứ nhóm mong lên cái chưa nghe cái bắt đầu là hụp xuống nghe cái ten cái là lên. Có nhiều người lên luôn để im vậy luôn. Giờ mới lên nè. Đâu có nôn nóng làm chi vậy ta? Để cái ten rồi cái khánh là lên chứ làm cái gì cứ nhóm mong rồi nhóm rồi làm cái gì mà nó bột chộp vô cùng. Bây giờ sáng cái nè. Đúng không? Đó, một nhịp nó xong là như vậy. Một nhịp xong là như vậy. Là lẽ được rồi đúng không? Là xong rồi đó. Thì bây giờ làm luôn một lượt luôn khỏi nói gì nè. Để đại chúng rõ lại. Sáng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đủ một nhịp là như vậy. Nhớ khi vừa bốn câu quỳ úp mặt xuống là một hơi vô là có bốn chữ trong tâm. Bước đầu nó nhạt nhè lắm, nó không có nhớ. Nhưng mà cái cách mà để dồn bốn chữ vô tâm thì cái cách này là mạnh nhất. Cái cách này là ấn tượng để bốn chữ vô tâm sâu nhất. Và thở ra bốn chữ nghe ten mình lên luôn. Hai câu bốn chữ trong tâm và xuống úp mặt và lên. Chỗ này là sâu nhất. Chúng tôi cho là chỗ này sâu nhất. Và khi úp mặt xuống như vậy để hơi lâu, máu bắt đầu nó bơm hết lên hệ tuần hoàn của não. Máu không thiếu lên não, không khí không thiếu lên não. Nhịp tim bắt đầu đập đều. Và hai cái đầu gối của mình bắt đầu trên đầu gối nó ấn vô trong tim. Nó cứ nhịp như vậy thì tim người này không bao giờ bị đau tim. Và phổi người này do hít thở sâu không bị phổi. Thận người này do xá nè. Nhìn cái cách xá nè. Xá là hôm trước thầy tánh xá thiệt sâu xuống thì nhiều người rất đau dây lưng chằng hơn sau. Xá chỉ mức độ này là vừa nè. Nhưng mà quan trọng khom người á.
thì thấy thì quen là cái tay thầy muốn đụng đất luôn, thì người thấy làm như vậy thì đau dây chằng sau lưng khó chịu vô cùng. Còn Xá là vừa khoảng nghiêng lại như vậy, nghiêng từ trên nghiêng xuống lại như vậy, rồi bắt đầu cái tay mình vừa đụng cái gối nhẹ nhàng, làm sao đừng thoải mái nhất trong này. Ngài nói là đừng có cưỡng ép cái thân, cũng đừng có cưỡng ép quá đáng cái không khí trong người. Mới lần đầu mà mình bắt đầu lạy, cái khí lực nó chưa vô mà mình ráng quá thì chút nữa tâm lực cũng yếu, không hít nổi nữa là mệt chán. Mới lần đầu đưa nó vô từ từ, không khí phải nhớ nguyên tắc đưa nó vô từ từ. Bước đầu lễ Phật với đại chúng hít nó vô từ từ. Bước đầu mình hít 30, sau 40, sau 50, canh tọa độ nó đến 70-80 là khúc cuối cùng, là cái phút 30 phút hoặc 40 phút là thoải mái luôn, nó thông hết cơ thể. Đặt một cái là nó đi rẹt vô trong liền, do tâm lực quá mạnh, khí lực bắt đầu nó theo đó luôn. Nhớ chỗ này, lắng nghe kỹ. Khí lực tổn, tâm lực tổn theo. Tâm lực đủ an trụ trong hơi thở thì tâm lực có, khí lực theo đó luôn. Có nhiều người hơi thở họ phào phỉnh, họ làm cho tâm lực ê chề mỏi mệt, đó là bệnh tổn khí. Có nhiều người tâm họ quá khủng hoảng, họ không có làm gì tổn khí mà làm cũng mất khí, bủng rủng tay chân, đi siêu quẹo đi không nổi. Tâm lực khí lực phải dùng chung với nó làm sao thiệt khéo. Giờ bắt đầu đi bốn chữ với đại chúng nha, đang nói đại chúng. Đi là khỏi khánh khỏi đồ luôn, đi nghe theo tiếng. Thì đi, bây giờ nói lại thêm cái chỗ lạy, nếu mà đại chúng mệt thì mình niệm thầm theo. Đang tu đại chúng nè. Rồi nếu mà mình niệm ra tiếng mà mệt, mình niệm thầm là nhép môi Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình mệt nữa, im lặng lắng nghe lạy lên xuống hít sâu. Còn im lặng mà nó mệt nữa đó, có nghĩa là niệm thầm nó mệt đó, im lặng nó cũng mệt, thôi ngồi xuống luôn. Rồi nó mệt nữa thôi nằm nó luôn chứ giờ sao. Nằm là thôi, khiêng ra bên phòng hộ niệm rồi. Ha. Hết kiểu rồi. Tính con đường mà nằm là hết kiểu rồi. Vô phòng hộ niệm thì chúng còn đi đâu nữa. Đúng không? À, giờ đi nè. Nếu mà đi niệm ra tiếng mệt lắng nghe thôi. Nhưng mà cái chỗ lắng nghe thì phải nhớ số. À, hôm bữa thầy Thánh Tuệ đi trong phòng hộ niệm, không thấy ổng niệm. Hỏi đang làm gì sao không niệm. Hỏi kêu tịnh thính, tịnh thính. Kiểu tỉnh thính mà có lắng nghe nhớ, tỉnh thính mình sẽ nhớ số à. Chứ tỉnh thính nghe bên ngoài không có tâm nó chạy đi đâu thì cũng phải là tỉnh thính. À, rồi bây giờ đi bốn chữ nè, bốn chữ ba cách khoảng nhịp ra, đi hai vòng qua lại. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hết 10 câu đúng không? 3, 3, 4. Nhưng mà cái này lúc mà thầy biểu diễn, thầy diễn xuất như vậy thì cái chính giữa khoảng trống thầy để khoảng trống không niệm và mình bước theo đúng bước chân. Nhưng mà trong máy á, trong âm thanh á, mà tu đại chúng mà giác nhàn niệm á, là nó có hai câu A Di Đà Phật nhỏ lại, lúc đó mình hít thở sâu vô không niệm. Nếu mà mình dính liền số thì rất nhớ khó. Đây là cách đầu tiên khó nhất, là 10 số đi direct thẳng vô rất khó, phải ngắt làm 3 khoảng như vậy. Cho nên lúc chúng tôi tu một mình thấy 10 số nhớ cái rẹt vô đại chúng vô không nổi, bởi vì đang đi đông người nó phân tâm không vô 10 số được. Phải là ngắt khoảng làm 3 ra, 3, 3, 4 ra thì người ta niệm được. Thử vô một cái không được là đại chúng thấy là suốt cả buổi đó không niệm được cái số nào hết. Thôi bỏ, chuyển cái khác là cái mà đầu tiên đưa ra. Cho nên ra kỹ sư để nghiên cứu là cũng phải thử tới thử lui hoài, máy bay chế cũng phải bay nó rớt hay không chứ. Nếu nó rớt rồi ai dám bay. Cái gì nó cũng phải thử chứ, đúng không? Tu cũng phải thử, cái nhiều người nó ông nhà cũng đổi hoài. Cái này chúng ta không có tu, đại chúng tu mình cũng phải thử tới thử lui chứ, đúng không? Nhưng mà xì ke là đừng có thử á, ngàn nhắc rồi đó. Rồi được chưa? Bây giờ cái này là tu với đại chúng đúng không? Bây giờ ngồi niệm ra tiếng với đại chúng vẫn 3, 3, 4. Đúng không? Ngồi với đại chúng mình làm sao? Mắt ngồi là nè, đi thì mắt mở ra để đi, rồi lạy thì bắt đầu mình đứng thẳng là mắt mình mờ mờ rồi, còn ngồi xuống là phủ đôi mi xuống tuyệt đối luôn.
thủ liên tục luôn, không có phải cho nó hở lên luôn và không nhắm lại luôn. Ngồi thì thủ đôi mi quá dễ rồi, đâu có đi đâu, sợ té đâu có lạy, khi lạy mình thấp xuống để lạy thì mình phải mở ra đúng không? Rồi ngồi niệm 3-3-4, bốn chữ vẫn lấy điệu kinh hành mình dùng luôn, dùng cho hộ niệm rồi, dùng cho lạy trong hộ niệm luôn. Tiện không? Bữa nay ổn không thầy thiện không? Nó ổn. Nó vô khớp cái là nó ổn à. Giờ 3-3-4 niệm nè. Theo điệu kinh hành đó nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đứng dậy. Cái ngồi á, nếu mà không hít sâu á, là bốn câu không đủ. Bước đầu thì ráng đủ, về sâu là chất quất luôn, không đủ. Ngồi là dễ hít khí nhất, đứng là dễ hít nhất, đi chỉ là hơi khó. Thân nó động cho nên khí nó tản. Mà khi mà tâm yên, tâm định thì khí nó sâu, khí nhẹ, quyết lưu thông. Câu này của một vị ông tu thành tựu cái pháp niệm Phật, hơi thở. Nhưng mà nếu hít vô một câu, hít vô một hơi thở ra A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật á, cứ ngài Ấn Tổ nói cứ như vậy làm hoài thì cũng sẽ bệnh. Nhưng mà ba hơi, một hơi ba câu vô hại. Hay chỗ này hay, thực sự là đúng như vậy. Rồi bây giờ là thầm nè. Thầm là tu một mình thì thường buổi sáng chúng tôi là thầm, dẫu cho dư hơi buổi sáng cũng vẫn là phải dưỡng khí. Thầm thì giống như hồi nãy ra tiếng, bây giờ thầm thôi. Giờ thầm nè, xá cũng phải thủ thuật như vậy. Xá thầm một mình á, mình tu một mình nè, bắt đầu bước sang tu một mình. Từ từ nha, cái chỗ này điều chỉnh chút nè. Thầm một mình không cần ngắt khoảng. Nếu nhanh quá không nhớ số thì chậm không ngắt khoảng. Một mình mà, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu cần ngắt khoảng. Làm lại một mình nè. Thầm không ngắt khoảng. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xá xuống. Thì cái này là niệm thầm một mình phải niệm 6 chữ. Cái lối lạy này là của thầy Tánh, thầy tìm ra bởi vì thầy tổn khí quá nặng khi đọc lăng sao. Nhưng mà thầy niệm 4 chữ từ trước đến giờ, chúng tôi nói phải 6 chữ cho nên điều chỉnh lại một chút, thầy qua 6 chữ. Và khi thầy lạy thì chạy đứng, thầy đầu tiên vô thầy không xá, chúng tôi nói xá thêm, đại chúng quen cái cách xá rồi. Và cái niệm thầm này thầy dùng bấy lâu nay. Còn nếu niệm trong tâm á, mà lễ Phật á, thì không trụ được, không có âm thanh á, mình để tâm nó chạy, không có thể nào có âm thanh để giữ được cái tâm để lạy cái gì 3-3-4 này, cho nên không niệm trong tâm được.
lẽ không niệm trong tâm được. Đi tự do thì nhớ nó được, nhớ từng chữ mà phải chậm chứ không có thể tốc độ như vậy được. A Di Đà Phật. Càng chậm, đừng chậm quá để tâm rời rạc, nhưng càng chậm bộ nhớ ghi càng mạnh trong tâm. Nguyên lý nó là như vậy. Rồi bây giờ lễ thầm sáu chữ, phải là sáu chữ nha, phải là sáu chữ. Ấn Tổ nói phải dùng sáu chữ để niệm ra tiếng. Mình lễ Phật dùng sáu chữ, đi không dùng sáu chữ được thì bốn chữ, vì đi nó tản khí, dùng bốn chữ. Giờ đi bốn chữ nè, thầm đi bốn chữ nè. Ở nhà tôi một mình quá tự do rồi, hai vợ chồng cũng có thể dùng cách này được luôn. Bốn năm người thì phải cần có âm thanh giữ nhịp. Giờ thầm đi giống như hồi nãy. Rồi, cái cách này là chúng tôi sử dụng bởi vì một mình rất khỏe, rất nhẹ. Bốn chữ đúng không? Bốn chữ thôi, kinh hành bốn chữ. Và cái hơi mình vừa đủ đúng cái tai nghe thôi. Rất nhẹ, vừa đủ làm sao nghe rõ được. Mình nghe rõ không cần người khác, rất rõ. Rồi đây là đi trong chánh điện, trong đại chúng, trong chánh điện của mình á, một mình đúng không? Còn mình đi tự do, nếu mà mình đi tự do mình làm cái kiểu này nó kỳ lắm, không đi được. Mà nếu mà mình đi trong chánh điện mà mình bước ào 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 không theo thứ tự thì cũng không có trang nghiêm. Còn đi tự do ngoài đường, đi bách bộ, đi sở thú, đi công viên, hoặc là đi vòng vòng, thường người nào mà chịu khó đi bộ. Ví dụ có nhiều người từ ở dưới nửa dốc hoặc dưới ngay cây bơ đi lên cũng xách Honda chạy, không biết đi bộ. Đi bộ rất thoải mái, hít thở lên dốc bình thường vô tư. Thay vì có một đoạn đó là mình lại Honda dùng tốn xăng, tốn sức, lỡ nó tông cái rầm bể não nữa. Đi bộ đâu có tông gì đâu. Sáng là chúng tôi bách bộ xung quanh, công phu xong trong động là chúng tôi sẽ đi bộ xung quanh. Quảng Tịnh này với ai đâu, từ ở dưới nhà chạy lên, ông đứng ngay cái cửa cũng sự hậu bước kẹt tin 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 tin, cũng không xuống đây đi bộ lên đây được nữa. Thầy Nhân Minh bấm rẹt mở cửa vô, rồi đổi lên cái bắt đầu chạy ra, ông kia tin 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 tin, rồi đóng lại. Trời ơi, tôi nói ông làm biến gì vậy, ông Quảng Tịnh ông làm biến bà cố luôn. Gì đâu mà từ dưới nhà đi lên đây xách Honda chạy. Honda chạy có bữa đi xe con. Nó không phải là chê hoặc la, nhưng mà nhắc để mình làm gì, đi bộ. Đi bộ là nhịp tim tốt nhất, và đi tự do không theo bước chân. Bây giờ thầy tánh là đi bộ tự do nè, niệm nhớ số nè. Và nếu không nhớ số được thì nghe câu Phật hiệu từ từ nói mới nhớ số. Một là đi tự do không nhớ số thì phải là nhép môi 3-3-4 trước. Còn nhớ số thì càng tốt, còn cái chân không vào khuôn khổ. Giờ đi nè, vẫn thầm nha, thầm nhớ số và chân tự do. Đúng không? Đi 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 tự do rồi làm sao mà bước một chi ai với chân trái đạo Phật chân phải, người ta coi ông này giống điên đi đâu kìa. Đúng không? Rồi tự do nè. Anh này tu tự do nữa. tay mình thoải mái, khỏi chấp, khỏi để ngực gì hết trơn. Còn nếu mà đi kinh hành bữa nay mọi người quen là để tay trước ngực đi cho nó thoải mái, chấp có người chấp người không, đại chúng ở dưới đây trên này cũng như chơi dưới đó, thì phổi sáng không đi, ông để tay trước ngực, thầy tánh cũng vậy, đi rất thoải mái, đi khỏe. Còn chấp như vậy mình gồng gân nó lên hơi khó chịu, mà đi thì khi để tay như vậy nè, để tay phải lên trên cái ngón cái nó chụm nhau, và hai tay phải tay trái ịnh nhau như vậy là một loại dưỡng sinh âm dương quân bình trong cơ thể, rất tốt. Rồi giờ đi. Đi tự do, vẫn niệm 3-3-4 nhớ. Đây là cách của Tổ dự sử dụng hàng ngày. Thoải mái không? Thoải mái. Bỏ bước chân luôn. Thì thoải mái vô cùng. Mới nghiên cứu được hồi sáng nay. Mới tin luôn, trong lò nóng hổi luôn. Thoải mái luôn. Khỏi chân cẳng gì hết trơn.
thấy thoải mái không? Nhưng mà trong hội niệm mà đi kiểu này tụng nhau á, đừng đi hội niệm kiểu này nha. Phải đi làm sao bước nhịp vô chân thì đều hết chưa? Đi tự do không? Bỏ chân nhớ số, nghe tiếng. Đi tự do, giờ ngồi tự do nè. Ngồi tự do, ngồi trên ghế, rồi ngồi trên bộ đòn, hoặc ngồi chỗ xích đu, đồ cái chân đưa qua đưa lại kệ nó. Rồi, ngồi tự do. Niệm Phật nhớ số, ngồi tự do, đi tự do. Ngồi tự do là gì? Ngồi tự do là bắt đầu mình gì? Là niệm cái này là không phải ngồi trong chánh điện nữa, mà họ đang ngồi chơi với bạn bè hoặc ngồi một mình ở ngoài công viên đồ gì đó. Thì lúc này là bắt gì? Nhớ số, nghe tiếng. Rồi, ngồi tự do. Có trường hợp nào như vậy không? Trong cuộc sống có không? Có thì phải dùng trong mỗi lúc chứ. Rồi, ngồi tự do. Cái ngồi tự do này là phát minh do cái nhà lá con mình ngồi trên hình của tổ xung quanh, để chúng chắc biết nhà lá ngồi niệm, cái cho niệm vậy đã cho ta sướng, cái chân đung đưa nói ngồi như vậy chứ thực ra xếp bằng cho đúng ra mình ngồi trên ghế hoặc ngồi xích đu hoặc ngồi cái chân nó cứ đưa vậy nè. Nhưng mình số với cái niệm là phải nhớ nha, chứ không phải đưa tự do hết trơn luôn, nó niệm nó chạy tùm lum không được á. Nghĩa là làm sao? Ý nói ngồi tự do là thấy ngồi như vậy chứ được ra mình ngồi trên ghế, ngồi trên giường, ngồi ở công viên, ngồi ở chỗ nào không biết, không có thành khuôn khổ của cái chân, đi cũng không thành khuôn khổ của cái chân, ai dư chân trái đạo Phật chân phải, nhưng số với cái âm thanh phải rõ ràng. Bây giờ nó còn một cách nằm tự do nữa. Nằm được không? Thôi được vậy đi, nằm thì dễ biết rồi, ổng nằm kỳ quá ha. Thôi khỏi nằm tự do đi. Nằm như thế nào là nằm tự do? Nằm một chân đưa lên, một chân đưa xuống, nằm ngửa là tự do. Còn nằm khuôn khổ là nằm như thế nào? Nằm khuôn khổ là người này nằm nghiêng bên tay phải, mệt họ không quen, họ ngửa ra một chút xíu, tay để lên bụng. Thì người này nằm có khuôn khổ, nằm có phép tắc, nằm có oai nghi. Còn nằm suy nghĩ không biết ngày mai làm sao, mệt cái đầu lắm. Hồi xưa có nhiều người nói đừng gác tay lên trán, gác lên coi chừng đến sáng tóc bạc trắng liền, đen thành trắng suy nghĩ. Thì lúc đó mình sao? Hít vô một hơi nhẹ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn không nữa, từng chữ, từng chữ, từng chữ. Rồi một chập hít hơi vô, không thành cố định, hít vô A Di Đà Phật. À, hít vô rồi thở ra A Di Đà Phật gì cả. Lúc đó không còn, hơi thở rất nhẹ. Và có thể rằng là hơi thở lúc đó làm sao, lâu lâu hít cho nó vô, giống như mình bơm xăng vô, lâu lâu hít cho nó vô, bắt đầu trong tâm từng chữ từng chữ. Thì cái cách này buổi trưa chúng tôi thường dùng. Ăn cơm trưa xong là chúng tôi ru giấc ngủ bằng câu Phật hiệu từng chữ. Một chút là vô liền. Còn không không ngủ thì sẵn đó là cả câu Phật hiệu hết một tiếng nửa tiếng. Thức dậy rất tuyệt, sảng khoái hơn ngủ nữa. Dùng cách này thử. Nhiều người ngủ trưa họ ngủ không được, họ dậy họ mệt. Họ có nhiều người họ ngủ họ mệt quá chừng, thức dậy đầu óc họ quá trời khó chịu luôn, còn mệt hơn không ngủ luôn. Còn một cái cách từng chữ trong tâm nhẹ nhàng ru giấc ngủ, tuyệt tuyệt. Làm thử coi. Nó không ngủ thì kệ nó, mà nó đã buồn ngủ rồi là kiểu gì nó cũng phải ngủ. Niệm nó thả câu Phật hiệu ngay tức khắc. Thầy Phiên hôm qua ông nói trời ông biết sao, thì mình đọc cái lời vô văn sao là con ngủ, biết cái gì nó làm che sao khó chịu. Bây giờ mà đưa ổng xuống kêu ổng không hít thở, đừng niệm Phật nó cũng vô, mà niệm nó cũng vô, phải niệm chứ, vài câu cũng được. Thầy Phiên thì thầy thích ngủ. thì thường các vị mà họ dè dặt được cái chuyện tài sắc danh đó, họ dè dặt được rồi đó, họ kinh sợ nó rồi đó, họ trừ như ghẻ độc được đó,
Nhưng mà cái dè dặt ăn và ngủ, ít khi ai bị dè dặt. Thiếu ngủ thì họ sợ, họ lo, chứ ngủ nhiều họ không lo. Mà chính ra ngủ nhiều đó là bị hôn trầm, trí tuệ si mê, không đủ thời gian để cho mình niệm Phật. Thì đây là cái hại chứ không phải cái lợi đâu. Nhớ kỹ, ngủ dục mà, thực thì cũng nằm trong ngủ dục. Nhưng mà thức quá, thức sớm quá thì coi chừng cái não này cũng banh tiêu, không được. Chưa chứng pháp thân phải điều hòa, rõ ràng như vậy. Bây giờ nó còn cái cách niệm trong tâm nữa đúng không? Rồi, hồi nãy chỉ học bài rồi, bây giờ quên để bỏ micro sớm. Niệm trong tâm, không ra hơi, đi tự nhiên, khỏi dính vô bước chân, từng chữ trong tâm. Nhớ số trong tâm rất cực kỳ khó, dưới điều kiện hít một hơi thiệt sâu, giữ lại thì ba số còn có thể nhớ. Một chập cũng là sẽ khó chịu hơi thở, đột ngột quá. Còn từng chữ trong tâm thiếu, bơm nó một chút hơi thở vô, đi tự do, từng chữ trong tâm chậm. Cái lối này chúng tôi đang dùng. Đi. Khỏi mì rồi vậy hết trơn, đi tự do mà. Từng chữ trong tâm khỏi hơi thở luôn, quên hẳn cái chân luôn. Từng chữ trong tâm không xì ra một chút hơi, đi tự do, trong tâm từng chữ, hai cái tay thoải mái luôn. Đúng không? Đi bên ngoài thoải mái thôi. Rồi đi. Không đi giống như công an hình sự, không đi bộ đội. Bộ đội đi phải nghiêm túc. Một, hai, một, hai, một, hai. Bộ đội họ đi phải nghiêm túc chứ không có thể đi lan sàn được. Đúng không? Nhưng mà cái này thầy làm vậy thôi chứ mình tự do. Tự do có thể nhìn chim, nhìn mây giờ. Mà câu Phật hiệu hôm qua, thấy rồi chim, mây, người ta kêu, ơi, giật tánh, nhìn bình thường luôn. Chứ không phải đi ra ngoài đường mà kiểu này, chắc cái kêu ông này chắc điên dữ. Thầy làm vậy thôi cho mình thoải mái nha. Làm sao nó là bình thường nhất là đi trong tự do mà. À, nhìn mây, nhìn gió mà từng chữ trong đó không quên. Cái này gọi là gì? Tịnh thính. Tịnh thính trong tâm. Tâm nghe câu Phật hiệu gọi là tịnh sắc căn. Căn của ý nghe được câu Phật hiệu thanh tịnh gọi là tịnh sắc căn. Từng chữ trong tâm không rời. Bước chân không dính nó nữa. Mọi vật mây trời gì đi nữa chỉ là thấy, nhưng câu Phật hiệu không rời từng chữ, cái này gọi là tịnh thính sâu nhất. Ấn Tổ có nói chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng ở Viện Chiên Tu cũng như trên tỉnh Thất Quan Âm, hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2020, hôm nay Giác Nhàn lên phóng sanh chung với đại chúng có một số vấn đề để thông báo. Trước khi thông báo về cái việc tỉnh Thất Quan Âm cộng tu mỗi ngày Chủ Nhật thì chúng tôi tùy hỷ và tán thán cái công đức của Thầy Nhân Minh soạn những cái sách mà Tổ sư Ấn Quang rất là tán thán, đó là sách An Sĩ Toàn Thư, một số những cái câu chuyện trong đó, cũng như Quán Âm Tân Biên Cảm Ứng Lục. Ấn Tổ ngày cũng in rất nhiều hai cái bộ sách này để phổ biến cho tất cả mọi người, và lấy một số những cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang ở trong văn sao. Thì đây là ba cái bộ sách mà soạn ra những mẫu chuyện cũng như là những cái lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, mong đại chúng hết sức lưu tâm. Ai trên mạng nếu mà mình ngày hôm nay không nghe được thì có thể chiều hoặc là chúng tôi cắt để lại trên đó, cắt xén để lại trên đó, quý vị nên theo dõi nghe. Mỗi ngày một chút, mình mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày mỗi mỗi chuyện, mỗi ngày những lời khai thị của Ấn Tổ mà ngày nào cũng có như vậy đó.
thì chúng tôi thấy rất là ổn. Thứ nhất là người soạn nói cũng khỏe, không phải tự vận dụng cái não của mình để nhớ nói ra. Nói như hôm nay chúng tôi mà cứ nói như vậy hoài, tự vận dụng cái đầu óc của mình đó, thì nó sẽ mệt đầu óc và nó không có gọi rằng là được bền bỉ lâu dài. Thì cái não của mình coi như là không phải là cái trí nhớ như ngày A Nan có thể là học qua là nhớ hết được, cần phải có người để soạn lại. Thì hôm nay chúng tôi cũng mong đại chúng nên lưu tâm những bộ sách mà Tổ sư Ân Quang tán thán đó, An Sử Toàn Thư, Quan Âm Tăng Biên Cảm Ứng Lục vào trong bộ văn sao, thì cũng Ấn Quang hầu như là tổ ngài nói những người nào mà chịu nghe văn sao, đọc văn sao thì tất cả những khúc mắc đều gỡ được hết. Và những người nào hành trì đúng trong văn sao thì chắc chắn người này tuy rằng thân ở cõi trần nhưng mà tâm vẫn là có phần vãng sanh, vẫn là khách lâu ngày ở liên bang. Đó là vấn đề mà chúng tôi nói để cho đại chúng lưu tâm. Còn cái việc mà trên tỉnh thất đã mở cửa chủ nhật vừa rồi, đại chúng đã đến cộng tu. Cho nên thành ra những người mà ở lân cận các huyện hoặc các nơi có muốn về cộng tu thì vẫn mở cửa sẵn sàng đón quý vị. Nhưng mà bản thân chúng tôi nghĩ nếu mà nhà quý vị có internet, mình lấy cái nhà mình làm đạo tràng cho thân bằng quyến thuộc mình ngày chủ nhật, cả chồng con, vợ con đều là pháp quyến, cái nhà mình là đạo tràng, thì chúng tôi thấy vẫn là tiện nhất. Cái đó vẫn là cái đề xướng của Tổ sư Ấn Quang. Vậy cho nên thành ra cái phương pháp mà hôm nay chúng tôi cùng đại chúng ở dưới khu chuyên tu và trên tỉnh thất để tu đây thì chúng tôi thấy rất là an ổn. Buổi sáng tụng cuốn kinh A-di-đà xong rồi lễ Phật. Thì cái cách lễ Phật này nó không mệt, là cái câu Phật hiệu nó liên tục, không gián đoạn, nhưng mà nó không có phải là câu Phật hiệu không có khoảng trống cho mình để mình niệm theo. Nếu mà không có khoảng trống mà liên tục như vậy đó thì trong ban hộ niệm thì được. Còn đại chúng ở bên ngoài thì phải có cái khoảng trống. Tuy riêng trong ban hộ niệm cũng có hai câu nhỏ, đó là khoảng trống để cho mình lắng nghe. Thì cái câu Phật hiệu chúng tôi cảm giác là không thể mình nhồi, mình ép nó mà cái tâm mình có thể chấp nhận được. Cái tâm của mình nó rất là tinh vi, mình phải làm sao cho hết sức là khéo léo và nhẹ nhàng uyển chuyển thì nó mới có thể câu Phật hiệu lọt vô trong tâm mình, nó thấm nhuần được. Nhưng mà tụi chung thì vẫn là cái cách lắng nghe cho kỹ. Khi mình nghe cái máy niệm thì mình cũng lắng nghe từng chữ từng câu cho rõ. Rồi khi mình niệm trong tâm mà hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, niệm lớn tiếng cũng từng chữ từng câu cho rõ, thì chúng tôi thấy cái cách lễ Phật mà hôm bữa giờ đang dùng như là chủ nhật vừa rồi đại chúng lễ đó, thì thấy cái câu Phật hiệu cứ một câu có ra tiếng, một câu trống, một câu ra tiếng, một câu trống để trong tâm mình có niệm theo được, thì chúng tôi thấy cái câu Phật hiệu nó không có dồn dập nhồi mình để cho căng thẳng, mà nó cũng không có thưa quá để tự mình niệm không thì mình niệm không nổi đâu. Chúng tôi cảm giác tu 4 tiếng như đại chúng ở dưới này mà từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối mà không có máy dẫn thì không cách nào tu được. Mà nếu mà máy nó niệm liên tục luôn thì mình không có cái chỗ trống để mà mình niệm nữa, thì gần như là nó không có rõ ràng trong tâm. Cho nên thành ra là nếu mà rõ ràng trong tâm mà bản thân mình niệm không mà không có máy để trợ thì nó cũng sẽ trở ngại. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi có để những cái âm điệu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật mà đại chúng đang tu với Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát với thần chú Đại Bi đó, thì quý vị lấy để mà dùng thì 3-4 tiếng, 4-5 tiếng, thậm chí có những người có thời gian suốt ngày cũng không có thể mệt. Lễ nửa tiếng ngồi nửa tiếng, lễ nửa tiếng ngồi 15-20 phút, rồi mình có thể uyển chuyển, mình đi vẫn được. Đi nó không có vô nhịp chân nhưng mà nó vẫn khỏe, mà một mình thôi chứ đại chúng thì nó cũng hơi không theo cái nhịp chân, nó cũng hơi khó đi. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi ổn định lại trong thời gian quá trình cũng 5-6 tháng trời nghiên cứu cái cách lễ Phật làm sao mà để cho nhẹ nhàng thoải mái mà máy nó hỗ trợ cho mình và mình cũng phải có niệm nữa chứ không phải là máy, thì cả một kỳ công quý vị. Nghiên cứu làm sao cái máy nó niệm một nhịp, mình niệm một nhịp, làm sao đó mà nó vận hành uyển chuyển mà có thể là không phải nương vô máy không, mình bỏ cái tâm niệm mà không phải tâm mình niệm không mà không có máy mà có thể kéo được dài thời gian. Bởi vì mình tu là phải có chia ban ra. Hồi xưa không có máy thì một ban họ niệm ra tiếng, mà nhiều lúc ban tiếng nhỏ tiếng lớn, cái người đó 3-4 người họ niệm đâu có đều đâu. Nhưng mà cũng phải dùng, cho nên Ấn Tổ phải dùng một ban niệm ra tiếng. Thì hôm nay mình có cái máy niệm ra tiếng là một ban rồi.
Thì đó là chúng tôi nghiên cứu và xây sở hoài và nghiên cứu riết, cuối cùng ra được cái phương cách đó là cái lễ Phật không khánh, không chuông, không mõ, rất dễ nhiếp. Vậy cho mình nghe tiếng khánh đôi khi nó cũng phân tâm, mà nghe tiếng niệm Phật thuần luôn thì nó lại nhiếp hơn. Hôm nay tiếng niệm Phật thuần luôn, 6 chữ, lễ rất nhẹ nhàng. Rồi lễ Quan Âm cũng vậy. Thì chúng tôi hôm nay cũng khuyên đại chúng, nếu mà ai mỗi ngày được 108 biến đại bi thì rất tốt, còn không thì 54 biến tùy theo khả năng sức khỏe của mình. Nhưng mà chúng tôi thấy khi mà mình tụng thần chú đại bi, bước đầu mình thấy hơi mình là yếu, mình thấy sức khỏe mình là yếu, thấy tâm mình, tâm lực mình là yếu. Nhưng mà không ngờ trì đại bi một thời gian với cái tốc độ âm thanh trong máy, thiên thu thiên nhân mỗi ngày đại bi tâm na la ni na mô an ra nắng na 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 ya ya na mô ri ya ma lo yết đó, thì nó làm cho cái khí lực mình mạnh lên. Lúc trước chúng tôi tụng yếu xìu, yếu nhớt, nhưng mà chúng tôi nghiệm lại vì sao mà chúng tôi giảng, chúng tôi nói mạnh như vậy là do mình nhiều năm mình điêu luyện. Cái gì điêu luyện nó thành thói quen, mà tụng kinh trì chú là yếu, là mình không có điêu luyện, không có bỏ thời gian công phu nhiều. Nhưng hôm nay là gần như là không có giảng nữa rồi đó, thỉnh thoảng lên chia sẻ thôi, thì để thời gian tập trung công phu thì mình mới phát minh ra, cũng như là mình có cái kinh nghiệm và nó có cái sức ở trong công phu, là bằng cách mình làm nó thành thói quen. Cái gì thành thói quen là bắt đầu từ từ mình thích thú thôi. Đây, như vậy cho nên thành ra cái lễ Phật hôm nay thấy đại chúng thành thói quen rồi đó, trên đình thất lễ Quan Âm. Rồi mình ngồi xuống tùy theo, có thể mình niệm 4 chữ 2 câu, hoặc ai niệm nhanh thì 3 câu 4 chữ A Di Đà Phật lúc mình ngồi đó. Còn không thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, làm sao cho thoải mái nhất. Chúng tôi nghĩ nếu mà cái cách này đại chúng duy trì theo như Tổ Ấn Quang đó là 54 biến đại bi, hoặc là 75, hoặc ai 108 thì càng tốt. Mà nếu mà người trì tụng thần chú đại bi 108 biến mà 3 năm đó, thì chúng tôi nghĩ là cái lời của Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa nói không sai, đó là cái bồ đề tâm của mình là bất thối chuyển. Khi làm một công việc gì cũng vậy, nhất là cái chuyện tu hành là không bao giờ thay đổi, thối chuyển được. 3 năm cái pháp này gọi là tam niên chi tìm dĩ tâm ấn pháp. 3 năm đầu lấy cái tâm ấn vô trong cái pháp thần chú đại bi làm nền tảng để mà không thối chuyển bồ đề. Rồi tiếp tục hàng ngày niệm Phật, niệm Quan Âm, và cũng liên tục mình thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Thì chúng tôi nghĩ là cái chuyện tu hành của mình nó sẽ thành tựu. Mà biết đâu là chủ, đâu là khách, đâu là tránh, đâu là chợ. Cho nên thành ra là mình trì chú đó thì đó là trợ hạnh để giúp cho mình vãng sanh, và trì chú xong cũng hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay chúng tôi có vài lời chia sẻ với đại chúng, là ngày Chủ Nhật này đó thì cũng có quý thầy ở dưới khu chuyên tu và chúng tôi lên hướng dẫn thêm một ngày Chủ Nhật. Là hôm nay là thứ sáu nè. Thì Chủ Nhật mong rằng mọi người hôm nay có phóng sanh đó, thì mình để dành thời gian để xem trực tiếp các nước trên thế giới, cũng như là trong nước Việt Nam, nếu ai có thời gian thì về chúng tôi hướng dẫn để cho mọi người phát minh. Và càng lễ Phật thì mình càng phát minh từ nơi thân mình lễ, nó có những kinh nghiệm phát minh vô tận. Và cái lễ Phật này không phải trong thời gian ngắn mà mình phát minh hết đâu. Về cái thân lễ mình uyển chuyển trong đó làm sao mà nhẹ nhàng, có thể 4 tiếng liền không mệt. Rồi trong tâm mình càng lễ nó đi sâu vào trong tâm, mình càng phát minh để khai thác được cái nội tâm. Rồi khai thác được cái thân của mình vận hành lễ để cho nó có sức khỏe. Cho nên thành ra hôm trước chúng tôi nghe rất kỹ là Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu ai lễ Phật một ngày chỉ cần 1 tiếng đồng hồ đó, chỉ cần 1 tiếng đồng hồ mà lễ suốt một thời gian dài, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì không bao giờ bị bệnh. Các cái ông đó, ông bị bệnh rề rề, thuốc uống không hết, bệnh oán nghiệp, bệnh rất nặng, mà ông nghe lời, ông lễ Phật là đầu tiên 10 phút, sau đó rồi 15-20 phút, sau đó ông lễ 1 tiếng đồng hồ, thời gian 3 tháng bắt đầu ông thấy ông khỏe lên, 3 năm là coi như hết bệnh, thì ông mới nói lời của Hòa Thượng là đúng. Đối với tinh tịnh thất thì chúng tôi thấy mỗi ngày là hai thời sáng tối, mà ai mà tu thì hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Chúng tôi cảm giác thấy là buổi sáng 1 tiếng, buổi tối 1 tiếng, hơn 1 tiếng luôn. Sáng là 40 phút, chiều 35 phút là hơn 1 tiếng, 1 tiếng 15 phút. Mà đều đặn mà lễ như vậy thì chúng tôi dám chắc quý vị là không có bệnh đâu. Bệnh gì cũng tiêu, bệnh oán nghiệp cũng tiêu, mà bệnh thân thể cũng tiêu. Người nào ít nhắc tay động chân, không làm việc nặng mà lễ Phật cũng là một cách vận hành trong cơ thể của mình. Nhất là ở xứ lạnh này mà không lễ Phật là bệnh chết luôn. Vậy chúng tôi cho quý vị lễ Phật nhiều, cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang nói cái chuyện gì có thể bỏ được, chứ còn bỏ lễ Phật là khó cảm thông, không thể cảm thông được.
Vì vậy cho nên phải giữ lễ Phật và lại lễ làm sao mà càng ngày càng khỏe, càng ngày mà càng khí lực sung mãn, càng ngày mà thân thể phải là hồng hào tráng kiện, thì lễ đúng pháp thì nó sẽ có thành tựu thôi. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi thông báo. Và cái quan trọng đó là chủ nhật này quý Phật tử nếu sắp xếp được thì nên dành thời gian xem trực tiếp để chúng tôi hướng dẫn một chút nữa cho nó hoàn thiện luôn, để cho quý vị biết cái cách để mình lễ Phật. Và cái âm điệu thì chúng tôi nghĩ như vậy là ổn rồi đó. Cứ như vậy mà mình hành trì là nó yên ổn. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị liên hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền tối diệu, chí viên chí đốn trong giáo pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đủ hết thảy pháp là viên, ngay trong đời này tu sẽ chứng đắc, ngay trong đời này nên bảo là đốn. Hạng phàm phu lè tè sát đất cũng vào được pháp này, bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thực là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm chống thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng sanh của chư Phật chư Tổ. Chẳng sanh tính tâm nơi pháp này hoặc tin chẳng chân thành thiết tha, chính là do nghiệp chướng sâu nặng, chẳng kham liễu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường luân hồi trong lục đạo trong thế giới này, chẳng có kỳ ra. Dẫu được làm thân trời người, thời gian ấy rất ít, như khách chỉ ở trọ một phen đọ trong tam đồ, thời gian ấy dài lâu như ở yên nơi quê nhà. Mỗi lần nghĩ đến tâm kinh sợ dựng đứng lông tóc, chẳng nề rác miệng khẩn cáo đồng nhân. Dù kính cẩn tu trì ngũ giới thập thiện được thân trời người, nhưng phước lạc nhân gian lại chính là cội rễ đọa lạc. Dù trên trời phiền hoặc chẳng mãnh liệt như trong nhân gian, nhưng một khi phước trời đã tận, nhất định sẽ đọa xuống. Do túc phước chưa tận nên được hưởng phước, do hưởng phước nên tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp rồi thì đọa lạc ác đạo chỉ trong khoảng nháy mắt, một hơi thở thôi. Huống hồ có kẻ khi mạng trời đã hết, vì sức ác nghiệp đời trước đã chín, liền đọa ngay vào ác đạo. Vì thế cổ đức bảo người tu hành nhưng không có chánh niệm tu trì tịnh nghiệp, chỉ được phước báo trời người thì gọi là oán thù đời thứ ba. Kinh Pháp Hoa nói, tam giới không yên giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Người biết tốt xấu phải gấp rút cầu xoát ly, cầu xuất ly để được yên ổn mới là kế sách bậc thượng vậy. Câu chuyện cả dòng họ rắn niệm Phật được thoát kiếp rắn trích trong Tịnh Độ Thần Chung. Vào triều đại nhà Minh, có ông Chu Doãn Tổ, người Giang Tây, được cử làm giám đốc hiến binh ở Quảng Đông. Tại đây có vị tướng quân biết rõ nhân quả ba đời của mình. Đời thứ nhất là thân rắn, đời thứ hai là thư sinh, đời thứ ba tức đời hiện tại là quan chức. Nhận được lệnh dẫn quân đi chinh phạt người Mang trong núi sâu, khi đi qua một ngọn núi, vị tướng quân bảo với quân sĩ rằng, đời trước ta đã từng làm rắn ở núi này, bây giờ ta muốn vào sau núi để thăm bà con thân thuộc ngày xưa, các ngươi chớ có ngạc nhiên kinh sợ. Sau đó đoàn quân đi ra sau núi, tiến vào trong động thì thấy vô số rắn lớn rắn nhỏ. Vị tướng quân dùng ngôn ngữ rắn bảo chúng rằng, ta xưa kia cũng là rắn như các vị và cũng sinh sống tại đây. Lý do là ta đã niệm được một câu danh hiệu Phật mà được sanh lên làm kiếp người. Nay lại làm vị đại tướng, các vị sao không chịu phát tâm niệm Phật, cầu thoát khỏi cái khổ của kiếp làm rắn. Bầy rắn gật đầu cảm ơn và hứa thực hiện. Sau khi thắng giặc trở về, tướng quân lại dẫn đoàn quân vào động rắn xem thế nào, thì thấy tất cả rắn đều chết hết. Thật đúng là do niệm Phật mà thoát kiếp làm rắn. Ông Chu Doãn Tổ nghe được điều này cho là việc hy hữu, nên thuật lại để lưu truyền. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ, trai gái, đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật
và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đao binh nước lửa, ôn dịch sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ v.v. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, chắc chắn sẽ gặp dự hóa lành. Hãy dạy cho khắp hết thảy già, trẻ, trai, gái. Hằng ngày thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trong nhà, bảo đảm chẳng gặp tai họa, được nhiều điều tốt lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành, cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm trích trong Tăng Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Triều nhà Tấn có Từ Vinh là người ở Lan Gia, tỉnh Sơn Đông. Một độ nọ, Vinh có duyên sự phải đến Đông Dương. Khi trở về thì đi bằng đường thủy. Lúc đến Định Sơn thì do người lái thuyền không thạo đường nên thuyền đi vào chỗ nước xoáy. Khi thuyền sắp bị chìm thì Từ Vinh chí thành cung kính xưng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ trong chốc lát, dường như có sức mạnh vô hình của vài mươi người đồng sức kéo chiếc thuyền ra khỏi vùng nước xoáy và đưa thuyền ông đi dọc theo bờ sông. Khổ nỗi lúc ấy mặt trời đã lặn, bầu trời tối tăm như mực. Lại gặp lúc mưa to gió lớn, chiếc thuyền chỉ tiến về trước mà không biết phải đi theo hướng nào. Lại sóng nhồi dữ dội nên thuyền mấy lần muốn lật úp. Từ Vinh lại chí tâm tụng kinh Phổ Môn không dứt. Bỗng thấy trên đầu núi có ánh đèn lửa soi sáng như ánh đèn hải đăng, hướng ghe của Vinh vào đến bờ an ổn. Sau khi vào bờ thì không ai còn nhìn thấy đèn lửa ấy nữa. Sáng hôm sau, ông hỏi mọi người trong vùng xem ai đã đốt lửa cứu mình, thì dân chúng rất ngạc nhiên bảo rằng đêm qua mưa to gió lớn như bão thì làm gì có đèn lửa trên đầu núi được. Bây giờ ông mới biết chính là nhờ từ lực của Phật Minh Gia, Từ Vinh về sau làm đốc phủ ở Hội Kê đã đem chuyện này thuật lại cho một danh sĩ là Tạ Phu Hằng nghe. Người đi cùng ghe với Từ Vinh là Sa Môn Tích Chi Đạo Uẩn, là người nghiêm trì giới luật, tánh tình rất thận trọng, cũng đem việc nói trên kể cho mọi người biết để phát khởi tín tâm hướng về đại sĩ để được nhiều lợi lạc. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện dạy rằng chúng sanh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sanh. Cứu được thân mạng chúng sanh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật. Hỏi muôn loài cầm thú có đến hàng ngàn hàng vạn, chúng ta phóng sanh làm sao thả hết cho được? Đáp, đức lớn của trời đất là sự sống, đạo lớn của Như Lai là từ bi. Thuận theo đạo trời thì yêu thích sự sống mà chán ghét sự giết hại. Nay ta cố gắng thực hiện việc phóng sanh, nuôi dưỡng tâm từ bi là hợp với lòng trời mà chư Phật lại hoan hỷ. Nếu như cứu được một mạng sống, công đức đã là vô lượng, vô biên. Huống chi là cứu được nhiều mạng sống, đến như muôn vạn loài súc sanh, dù hết lòng cứu vớt cũng không hết. Đó là do từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay cộng nghiệp tạo thành, chẳng phải trong một lúc có thể dứt hết. Chúng ta chỉ cần đem hết khả năng mình, tùy duyên mà thực hiện việc phóng sanh. Không thể vì muôn loài súc sanh quá nhiều không giải cứu hết mà lại không ra tay cứu lấy những sinh mạng trong muôn một. Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng lòng đại từ đại bi gọi là tánh Phật, lại cũng dạy rằng lòng từ bi chính là Như Lai, Như Lai chính là lòng từ bi. Câu chuyện ngỗng chết thay người trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào cuối đời nhà Minh, tại Phủ Tường thuộc Hàng Châu có người họ Triệu vốn giàu lòng nhân từ, không hề giết hại vật mạng. Cuối năm có kẻ mang đến biếu một con ngỗng, người nhà muốn giết thịt, ông hết sức ngăn cản. Đêm rằm tháng giêng người nhà lại xin giết ngỗng, ông vẫn không cho. Lần lửa cho đến tiết Đoan Dương mồng 5 tháng 5, người nhà lại xin giết ngỗng, ông nạt bỏ thôi, nhờ đó ngỗng lại thoát chết. Ngày 17 trong cùng tháng đó, ông ngã bệnh. Đến mồng 1 tháng 6 thì trở bệnh rất nặng. Ông mộng thấy có người áo xanh bắt ông đưa đến một chốn nha môn.
lại có ba người đến dâng cáo trạng. Vị trưởng quan tiếp nhận tất cả. Sau đó lại thấy có hai người quen cùng một bà họ Dương cũng bị dẫn đến. Vừa đến lúc họ Triệu bị gọi ra chất vấn, thì bỗng có một con ngỗng chạy đến nằm lăn trên đất, thốt ra tiếng người bảo họ Triệu rằng: "Ông hãy đi đi, tôi đến đây thay thế cho ông." Họ Triệu liền theo đường cũ mà về, nhìn thấy thi hài của chính mình đang còn được giữ lại chưa liệm vào quan tài đậy nắp, liền nhập hồn vào xác mà sống lại. Ngày hôm ấy, con ngỗng bỗng tự lăn ra chết trong lòng. Hai người quen với bà họ Dương mà ông đã gặp trong mộng cũng đều chết trong cùng ngày hôm ấy. Lời bàn chuyện sống chết, dù là cha con cũng không thể thay thế cho nhau. Họ Triệu tuy có ân đức với ngỗng, nhưng ngỗng làm sao có thể chết thay cho họ Triệu. Nhưng tuy là như vậy, xét kỹ lại thì tánh pháp viên dung sáng suốt, trọn đủ nghĩa dung thông tương nhiếp, nên chỗ cảm ứng của tâm thành đâu có gì là không tương thông. Việc con ngỗng cứu họ Triệu cũng không thể nói là không có lý. Nam mô A Di Đà Phật. Mối họa cực thảm khốc, cực lớn cực sâu trong thiên hạ, hễ bộp chộp động đến ắt phải tán thân mất mạng. Nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi, lăn xả thân vào, dẫu chết chẳng hối. Thì có lẽ chỉ mình nữ sắc mà thôi, những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mò hoa bẻ liễu, trộm ngọc cắp hương, diệt lý loạn lưng, bại gia nhục tổ, danh xấu đồn khắp làng nước, để tiếng nhơ cho con cháu, sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết đọa mãi trong đường ác. Những kẻ lụy tình ham hố đều là tự mình chuốc lấy tai ương. Cũng có kẻ hoàn toàn chẳng xuồng xả mê đắm, nhưng do không biết kiêng ngừa, cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi phải bị tử vong cũng rất nhiều. Vạn ác dâm vi thủ, thiện ác hữu báo thị thiên lý. Đây là định luật bất di bất dịch từ ngàn xưa. Vậy thì thử nghĩ xem, cổ nhân cự nữ dâm bôn tích đức được phúc báo, phóng túng tà dâm tổn âm đức gặp phải báo ứng như thế nào? Hỡi những ai lạc đường hãy mau thanh tịnh đi thôi, triệt để vứt bỏ hành vi tà dâm đòi bại, trở về khí tiết chính đạo trọng đức, chính khí trời đất trường thịnh bất suy thì may mắn lắm thay. Câu chuyện không tà dâm được đại phước, trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào triều nhà Minh, ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, có một thư sinh tên là Tôn Đạo. Do gia cảnh bằng hàng nên lấy việc dạy dỗ trẻ con làm nghề nghiệp kiếm sống. Sau đó vì không giữ được chức nghiệp này, bèn gửi thân nơi nhà họ Trương ở đường Tây, giúp sao chép viết lách, đổi lấy chút cơm áo sống qua ngày. Tuy thân trong cảnh thanh bần, nhưng trước sau vẫn kiên trì chính trực, không thay đổi tiết tháo thanh bạch của chính mình. Một hôm lúc đêm khuya, nhà họ Trương có một nữ tỳ lớn lên có chút nhan sắc, nhìn thấy Tôn Đạo tuy ăn mặc giản dị nhưng mặt mày khôi ngô tuấn tú, cử chỉ nho nhã, bất giác xuân tình dập dờn, mới lẻn vào phòng Tôn Đạo định gạ gẫm quan hệ bất chính. Tôn Đạo sau khi biết ý đồ cô gái liền dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt: "Cô nương hãy bỏ ngay ý nghĩ sai lầm ấy, phải biết quý trọng thanh danh của mình chứ. Tôi là người đọc sách khổng mạnh, nghe theo lời dạy nam nữ thọ thọ bất thân. Lẽ nào đi làm cái việc thú tính đồi phong bại tục như thế, xin cô mau đi đi cho." Nói rồi trừng mi trợn mắt, mở rộng cửa để cô gái bước ra. Cô nữ tỳ đành chịu, thẹn thùng bước ra cửa mà đi. Nào ngờ cảnh này đã bị ông thầy tư thục phẩm hạnh không đoan chính của nhà họ Trương thấy được. Ông ta thấy cô gái mỹ miều như hoa, nên lợi dụng cơ hội này tìm cớ lén hẹn hò cô nữ tỳ. Sau khi làm việc cẩu thả không lâu, ông thầy tư thục bỗng nổi mụn nhọt, không thuốc trị được, đau quá bèn bỏ dậy về nhà điều trị. Quả báo tà dâm đến ngay lập tức, quả nhiên rõ như ban ngày, lẽ nào chưa đủ khiến người đời sao lấy làm gương. Vị thầy tư thục đi rồi, chủ nhà mời Tôn Đạo làm thầy dạy cho con của họ. Một ngày nọ, Tôn Đạo chạm mặt người chú ở gian khẩu. Người chú kinh ngạc nói: "Có một việc kỳ quái mà ta tìm cháu để nói,
vì con ta mắc bệnh nặng, ta đến miếu Thành Hoàng cầu khẩn. Tối hôm ấy ta có một giấc mộng rõ ràng, mộng thấy lão Thành Hoàng ngồi trên điện, hô hoán thuộc hạ cải mệnh cho một số người được định sẵn là sẽ bị chết đói. Khi đọc đến khoảng người thứ mười mấy, ta nghe thấy tên cháu. Ta trộm hỏi vị Minh Quang, vì sao tôn đạo có thể cải mệnh? Minh Quang nói, bản mệnh người này năm 46 tuổi sẽ chết đói ở xứ người. Vì đêm ngày 18 tháng 4 năm nay, anh ta nghiêm khắc cự tuyệt dâm bôn với tỳ nữ, tích được đại âm đức. Bởi thế kéo dài thọ mệnh thêm 2 kỷ, 1 kỷ là 12 năm, 2 kỷ là 24 năm, đổi từ chết đói thành lộc tịch. Cháu nhớ lại xem có đúng cháu từng cự tuyệt cùng tỳ nữ dâm bôn hay không? Tôn đạo lặng lẽ gật đầu thừa nhận là có chuyện đó. Sau đó thuận theo việc học sinh, theo học tôn đạo ngày càng nhiều, tiền học sinh nộp mỗi năm mấy trăm lạng bạc. Đến năm vạn lịch thứ 36 triều Minh, tôn đạo 46 tuổi, cũng chính là năm cần cải mệnh chết đói. Quả nhiên xảy ra mất mùa, giá gạo trở nên rất đắt. Người nghèo hoàn toàn không có tiền mua, khi ấy người chết đói rất nhiều. Tuy nhiên tôn đạo không chỉ thoát được kiếp này, mà cuộc sống còn hết sức dư dả. Đến những năm cuối đời, phủ họ Tôn đã trở thành cự phú, ứng nghiệm với điều mà Minh Quang gọi là lộc tịch. Năm 70 tuổi, ứng nghiệm với câu kéo dài thọ mệnh 2 kỷ, tôn đạo không bệnh mà mất. Biển khổ rộng mênh mông, Quán Âm là bậc cứu độ. Nếu ai nấy chí thành trì tụng mà bị chết vì tật dịch, thì trời đất cũng sẽ đổi ngôi, mặt trời mặt trăng cũng sẽ xoay ngược. Nếu hời hợt hờ hững niệm thầm một hai câu mà muốn được hiệu quả khởi tử hồi sanh ngay, tuy Bồ Tát Đại Từ cũng chẳng làm sao được. Chẳng phải là Ngài không chịu cứu tế, nhưng vì tâm kẻ ấy chẳng chân thật thiết tha, quyết khó thể cảm thông được. Mong hãy nói cặn kẽ những điều này với người làng thì may mắn lắm thay. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu theo tiếng cứu khổ. Nếu gặp phải những hoạn nạn như đao binh, nước, lửa, đói kém, sâu rầy, châu chấu, ôn dịch, hạn hán, lục lội, giặc cướp, oan gia, ác thú, rắn độc, ác quỷ, yêu mị, bệnh tật do oán nghiệp, tiểu nhân hãm hại, v.v. mà có thể phát tâm sửa lỗi hướng thiện, tự lợi lợi người, chí thành khẩn thiết niệm Quán Thế Âm, niệm niệm không gián đoạn, chắc chắn sẽ được Ngài từ bi che chở, chẳng bị nguy hiểm gì. Nếu vẫn giữ tấm lòng chẳng lành, dẫu có xưng niệm, chẳng qua chỉ tạm gieo căn lành cho vị lai, chẳng được cảm ứng trong hiện thời. Bởi lẽ Phật Bồ Tát đều là thành tựu thiện niệm cho người, trọn chẳng thành tựu ác niệm cho người. Nếu chẳng phát tâm sửa lỗi hướng thiện, lầm lạc muốn niệm danh hiệu Phật Bồ Tát để mong thành tựu ác sự cho mình, thì quyết định không được cảm ứng, chớ có dấy lên cái tâm điên đạo ấy. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm trích trong Tăng Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Triều nhà Tấn có Sa Môn Thích Pháp Thuần ở chùa Hiển Nghĩa, xứ Sơn Âm. Trong niên hiệu Nguyên Hưng, thầy có duyên sự phải đi qua biển Thái Hồ, thì gặp lúc mưa to gió lớn. Vì thuyền của thầy nhỏ nên nước tràn vào thuyền, sinh mạng gần như chỉ còn trong nháy mắt. Thầy Pháp Thuần bèn nhất tâm quy hướng về Đức Quán Âm, chí thành xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát không dứt. Một lúc sau, từ xa bỗng nhiên có một chiếc thuyền lớn trôi lềnh bềnh đến trước thuyền của thầy. Mọi người thấy vậy lớn tiếng kêu cứu, thì chiếc thuyền lớn ấy áp sát lại. Nhờ đó mà mọi người trèo qua an toàn. Khi mọi người vừa qua hết chiếc thuyền lớn thì nhìn lại thấy chiếc thuyền nhỏ cũng đã chìm dần. Ai nấy đều vô cùng khiếp sợ và đều thành kính cảm tạ sự linh ứng của Đức Quan Âm Đại Sĩ. Chiếc thuyền lớn lướt sóng đi về phía trước, chốc lát thì đã đến bờ. Mọi người lên bờ và dò hỏi xem người chủ thuyền là ai, thì không ai nhận là chủ, và cũng chỉ trong chớp mắt, chiếc thuyền lớn đã biến mất không còn dấu vết. Bây giờ một lần nữa cả thầy và dân chúng đi trên thuyền đều kinh ngạc và tán thán lòng từ bi của Bồ Tát Quan Âm đã minh gia cứu độ. Thật là một phép màu không thể nghĩ bàn. Phóng sanh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta.
Trong khi thực hiện việc phóng sanh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý. Vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó chúng ta có thể khởi tâm từ bi với hết thảy chúng sanh, lại còn tôn trọng trân quý, tiến thêm một bước nữa. Trong cuộc sống hàng ngày có thể thực hiện việc giới sát, ăn chay, cứu giúp sinh mạng muôn loài, các điều ác không làm, các điều thiện cố gắng làm, khởi tâm từ bi đối với tất cả muôn loài trên thế gian. Nên biết rằng tâm Phật là từ bi, khi chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi, thì tâm ta với tâm Phật hợp nhau, chư Phật hoan hỷ, thì tự nhiên dễ có sự cảm ứng đạo giao, việc học Phật tự nhiên dễ dàng thành tựu. Người tu tích phước đức cũng giống như đứa con khéo xây dựng bồi đắp cơ nghiệp gia đình, tuy không thể thấy được sự phát triển rõ rệt, nhưng ngày ngày tích tụ, tháng tháng vun bồi, tự nhiên sẽ thành tựu nghiệp lớn như đào chu công. Người làm việc thất đức cũng giống như đứa con phá hoại gia nghiệp, tuy không thể thấy được sự hư hoại rõ rệt, nhưng ngày ngày hao mòn, tháng tháng tiêu tán, cuối cùng cũng đến lúc nhà tan cửa nát, không đất cắm dùi. Cho nên có câu rằng, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ khinh chê việc thiện nhỏ mà không làm. Câu chuyện Vua Kiến Trả Ơn trích trong An Sĩ Toàn Thư. Huyện Phú Dương thuộc đất Ngô có người tên Đổng Chiêu Chi. Một hôm đi thuyền qua sông Tiền Đường, bỗng nhìn thấy dưới sông có con kiến bò trên một thân cây lao trôi giữa dòng nước. Muốn vớt thân cây lao lên thuyền để cứu con kiến, nhưng người trên thuyền không cho. Ông liền dùng một sợi dây buộc vào cây lao để kéo đi theo thuyền, cuối cùng đưa được con kiến vào bờ. Đêm hôm đó, Đổng Chiêu Chi nằm mộng, thấy một người mặc áo đen đến gặp mình để tạ ơn, nói rằng, tôi là Vua Kiến, do bất cẩn rơi xuống sông. Hôm nay nhờ được ông cứu giúp, sau này ông có lúc nguy cấp, xin hãy báo cho tôi biết. Trải qua hơn 10 năm sau, Đổng Chiêu Chi bị người khác vu cáo là ăn trộm, bị bắt giam vào ngục. Chiêu Chi nhớ lại lời Vua Kiến đã nói trước đây trong giấc mộng. Trong lòng muốn báo tin nhưng chẳng biết cách nào. Có người biết chuyện liền bảo, sao ông không bắt lấy vài ba con kiến đặt trong lòng bàn tay rồi nói chuyện này với chúng thử xem. Đổng Chiêu Chi làm theo lời, quả nhiên đêm ấy mộng thấy người mặc áo đen đến bảo, ông hãy gấp rút trốn đi, tìm đến trốn trong núi Dư Hàng có thể thoát được nạn này. Đổng Chiêu Chi thức giấc, lập tức theo lời bỏ trốn, chạy đến núi Dư Hàng, quả nhiên trốn thoát được. Rồi chẳng bao lâu sau có lệnh triều đình đại xá, nhờ đó mà được miễn tội. Lời bàn, chớ nên cho rằng việc kiến trả ơn là hoang đường. Các loài côn trùng nhỏ nhoi đều có những chuyện kể không thể giải thích được. Thiên hạ rộng lớn, có điều gì lại không thể xảy ra? Chuyện Vua Kiến trả ơn cũng không đáng xem là kỳ lạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Gần đây, đời đã loạn đến cùng cực. Thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Người có chánh tri kiến đều biết thế giới này là nơi không yên ổn. Tây phương cực lạc thế giới chính là quê nhà ta sẵn có. Do vậy tính kế trở về nhà cùng tu tịnh nghiệp, lại sợ khi lâm chung tự lực mỏng yếu không ai phụ trợ, và bị quyến thuộc vô tri phá hoại chánh niệm đến nỗi vẫn lưu lại trong thế giới này chẳng được vãng sanh. Do vậy biết chuyện trợ niệm quan hệ rất lớn, đang trong lúc tánh mạng sắp chấm dứt ấy, nhằm lúc phán định thăng trầm mà đã có người khai thị hướng dẫn trợ niệm. Ví như kẻ khiếp nhược tránh giật tính ngồi thuyền trốn xa, được mọi người nâng đỡ liền có thể vọt lên thuyền, liền được ngồi yên ổn đến tận bờ kia. Nếu là người không được khai thị hướng dẫn trợ niệm, ắt sẽ mắc cái họa phá hoại chánh niệm. Đừng nói người công phu chưa sâu chẳng thể liễu thoát, dẫu là người Phật niệm đã thuần vẫn khó vãng sanh. Ví như dũng sĩ phá vòng vây lọt ra, tính ngồi thuyền thoát đi, bị mọi người chèo kéo, ngay lập tức té xuống vực sâu. Siêu phàm nhập thánh hay vẫn luân hồi y như cũ, chỉ trong một hơi thở này.
Người đời chẳng biết nhân quả, thường nói con người sau khi chết đi là đã giải thoát hoàn toàn, không có quả báo thiện ác nữa. Đây chính là tà kiến sai lầm nhất về đời sau của thiên hạ vậy. Cần biết là người đã chết đi rồi, thần thức chẳng bị diệt. Nếu ai nấy đều biết thần thức chẳng diệt, ắt sẽ thích làm lành. Nếu không biết thần thức chẳng diệt sẽ mặc tình phóng túng, giết cha, giết mẹ, đủ thứ tội ác do đấy mà sanh. Những thứ hành vi nghịch ác tột bậc ấy đều là kết quả của tà kiến đoạn diệt mà ra. Nếu ai nấy có thể chẳng làm các điều ác, vâng dự các điều lành, thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nhưng đấy vẫn chưa phải là biện pháp rốt ráo. Thế nào mới là biện pháp rốt ráo? Chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, và phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn chặn điều tà, giữ lòng thành, thì sẽ chuyển được vận nước, tiêu trừ được tai nạn. Bởi lẽ tai nạn ngày nay đều là do cộng nghiệp của mọi người chiêu cảm mà ra. Câu chuyện Cách tạo phước trong quỷ đạo, trích trong Diệt Vi Thảo Đường Bút Ký của tiên sinh Kỷ Hiểu Lam. Một thư sinh họ Lưu, đêm nọ dưới ánh trăng lập lờ, anh mơ hồ nhìn thấy một thân hình đang động đậy trong vườn. Anh cứ nghĩ rằng đó là một tên trộm, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu cứu của hai con quỷ ở bờ tường. Lưu sinh kinh ngạc hỏi, tại sao quý vị lại muốn tôi giúp đỡ? Thì nghe thấy con quỷ đáp rằng, bởi vì khi còn sống, chúng tôi đã tạo nghiệp ác nên phải rơi vào cảnh làm ngạ quỷ gần 100 năm rồi, luôn đói cồn cào. Bởi vì thấy anh là một người có tấm lòng từ bi, cho nên tìm đến xin một bữa cơm nguội lạnh để giải quyết đau khổ đói khát. Lưu sinh nghĩ đến việc cứu tế và pháp sự siêu độ trong Phật giáo liền hỏi, trong Phật giáo thường làm pháp sự sám hối, công đức này đủ để cứu được ma đói trong âm giới. Tại sao các ngươi không đến cầu xin các nhà sư trong chùa siêu độ cho? Ngạ quỷ trả lời rằng, để có thể được siêu độ thì phải dựa vào cái nhân thiện đã được gieo từ kiếp trước. Chúng tôi đã mô tả những lý do khiến họ không được cứu độ. Kiếp trước hai người chúng tôi bận rộn trong con đường tạo dựng sự nghiệp trên quan trường, thấy ai có quyền to thì liền kết bè phái với họ. Lúc đắc ý thì chưa bao giờ giúp đỡ người nghèo khó, không tích lũy đủ nhân thiện. Cho nên bây giờ rơi vào con đường ngạo quỷ, thì làm thế nào có được thiện duyên được siêu độ đây? Ngạo quỷ lại tiếp tục nói thêm, may mắn thay lúc đầu chúng tôi không luyến tiếc đến những món lợi bất chính, bố thí chút ít cho những người quen cũ bơ vơ nghèo khó. Vì vậy đôi khi còn có thể có được một chút sự thương hại, có được một chút thức ăn thừa, không giống như mẹ của Ngài Mục Kiền Liên bị rơi vào địa ngục, thậm chí nếu có thức ăn đưa đến miệng cũng sẽ bốc lửa tiêu tan mất. Lưu sinh cứ lắng nghe rồi trong lòng thấy thương hại, nên đã đồng ý giúp hai con quỷ đói. Hai con quỷ đói liền cảm kích vô cùng, rên rỉ và rời khỏi bức tường. Kể từ đó, Lưu sinh đã giữ lời hứa rắc những thức ăn, thức uống ở bên ngoài bức tường để cúng ngạo quỷ. Tuy rằng có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ, nhưng họ không bao giờ tìm đến anh nữa. Sau hơn một năm, một đêm nọ, đột nhiên nghe thấy hai con quỷ đến cảm ơn và nói lời từ biệt. Lưu sinh hỏi, hai người đi đâu vậy? Ngạ quỷ nói, hai chúng tôi đã ở trong cõi ngạ quỷ được 100 năm rồi và không có cách nào để được siêu thoát cả. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm việc thiện để tự cứu lấy mình mà thôi. Thế rồi chúng tôi quyết định hành thiện tự cứu bản thân. Khi chúng tôi nhìn thấy có ai đó vào rừng để bắn những con chim hoang dã, thì chúng tôi đã ra dọa những con chim đó trước để cho chúng bay ra xa. Còn khi thấy có người giăng lưới để bắt cá, thì chúng tôi đuổi cá đi trước, không để chúng tiếp cận đến chiếc lưới. Chính vì những việc thiện này đã tích được rất nhiều âm đức, nhờ đó hôm nay chúng tôi được thoát khỏi cõi ngạ quỷ và chuẩn bị được tái sinh, cho nên đến đây để từ biệt ông. Lời bàn. Điều đó nói lên rằng những kẻ mang tội lỗi nặng nề bị đọa vào cõi ngạ quỷ chưa được siêu độ, nếu có thể khởi lên những ý niệm lương thiện và làm những việc tốt,
làm hết sức mình để cứu giúp các sinh linh khác, thì như vậy có thể cứu lấy bản thân thoát khỏi sự trầm luân lâu dài. Nói đến tật dịch, hãy bảo mọi người đều cùng ở trong nhà của chính mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, sáng tối đến Phật đường lễ bái bao nhiêu đó lạy và niệm bao nhiêu đó câu. Ngoài ra bất luận đi đứng nằm ngồi và làm hết thảy chuyện, trừ lúc viết văn tính sổ phải dụng tâm ra. Khi làm hết thảy mọi chuyện khác đều nên niệm. Niệm khi ngủ thì nên niệm thầm trong tâm. Nếu áo mũ chỉnh tề, tay và miệng rửa súc sạch sẽ rồi, niệm ra tiếng cũng được, niệm thầm hay niệm nhỏ tiếng đều được. Nếu ngủ nghỉ hoặc lúc mới dậy, áo mũ vẫn chưa chỉnh tề, hoặc khi tắm rửa, tiêu tiểu, hoặc đến chỗ không sạch, niệm thầm trong tâm cũng có công đức y hệt như vậy. Nếu niệm ra tiếng sẽ chẳng hợp nghi thức. Ví như đứa trẻ nhớ mẹ, trong suốt một ngày không lúc nào chẳng nghĩ nhớ đến mẹ, dẫu khi ngủ nghỉ, tắm rửa, tiêu tiểu, ha để cho trong tâm hoàn toàn quên mất chuyện niệm Phật. Đã nhớ được vô ngại thì niệm thầm trong tâm cũng vô ngại. Người tuy chí ngu cũng không ai chẳng sợ chết. Niệm Quán Thế Âm có thể được Ngài che chở khỏi bị lây bệnh dịch ác nghiệt ấy. Nếu vậy hết thảy mọi người trong một ngày hãy thuận tiện bèn niệm, thì tiếng niệm Quan Âm sẽ vang khắp ruộng đất đường xá. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm, trích trong Tăng Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Vào triều nhà Minh có Lưu Tả Vệ Quân là thống lĩnh ngàn quân ở tỉnh Trực Lệ. Một lần ông cùng với quan Thái Giám Trịnh Hòa đi sứ ở các nước phiên bang. Khi thuyền đang đi trên biển thì Lưu Tả Quân trượt chân té xuống biển. Bấy giờ nhằm lúc buồm đang tung theo hướng gió nên thuyền chạy rất nhanh, quân sĩ trên thuyền không thể nào cứu được. Quan Thái Giám Trịnh Hòa chỉ còn biết sai quân sĩ leo lên cột buồm để xem xét tình hình, thì quân sĩ báo lại chỉ thấy phía sau ở đằng xa dáng một người lúc ẩn lúc hiện trong các đợt sóng, cách thuyền đang chạy vài mươi dặm. Tất cả mọi người trên thuyền đều bảo nhau Lưu Tả Vệ Quân khó lòng qua được. Nhưng chỉ trong chốc lát thì thấy Lưu Tả Vệ Quân đã đuổi theo kịp chiếc thuyền. Quan Thái Giám Trịnh Hòa cùng tất cả người trên thuyền đều vui mừng khôn tả, lấy đồ tiếp cứu để đưa tướng quân lên thuyền. Điều ngạc nhiên là thấy có một con cá lớn dài gần hơn 2 trượng, thong thả bơi quanh mạn thuyền. Ai nấy đều xúm nhau hỏi thăm, thì lúc ấy Lưu Tả Vệ Quân bèn kể lại. Lúc tôi bị rớt xuống biển, nhờ có cá ông này đỡ lên. Mấy lần bị chìm đều nhờ cá ông dùng vi nâng lên không cho chìm xuống. Nhờ vậy mà nước không vào miệng, sau đó cá ông lại chở tôi đuổi theo chiếc thuyền. Mọi người trên thuyền nghe nói đều kinh ngạc, tán thán và hỏi Lưu Tả Vệ Quân, bình sanh ngài tu tập thiện hạnh gì mà được quả báo tốt đẹp như vậy? Lưu Tả Vệ Quân đáp, tôi chưa tu được thiện hạnh gì cả. Từ nhiều năm nay, hàng ngày tôi chỉ thành tâm lễ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và tụng kinh Phổ Môn mà thôi. Hỏi, những kẻ giết hại vật mạng khiến cho loài vật mẹ con chia lìa, lẽ ra phải chịu quả báo không con nói dối. Nhưng những người đánh cá tạo nghiệp ác hết sức nặng nề, vì sao thường thấy con cháu rất đông đúc? Đáp, người đời sinh con cái có khi là do phúc đức mà được, cũng có khi do oan nghiệp mà thành. Người đánh cá vì mưu sinh mà giết hại rất nhiều, nên do nghiệp lực chiêu cảm mà có nhiều quyến thuộc xấu ác, chẳng qua để phân chia miếng cơm manh áo, khiến cho họ phải khổ nhọc sớm tối vẫn không đủ nuôi dưỡng. Cho nên con cái càng nhiều, khổ lụy càng nặng. Ông không thấy như các loài dê, chó, gà, lợn đều sinh sản rất nhiều, trong khi chư thiên chẳng bao giờ sinh sản đó sao? Ông nên suy nghĩ cho kỹ về điều đó. Trong Kinh Phạm Võng, Bồ Tát Giới Sám Văn có dạy, Phật tử không được tự mình giết hại, dạy người giết hại, dùng phương tiện giết hại, tán thành việc giết hại, hoặc thấy người khác giết hại mà vui mừng tán thành. Tất cả các loài có sự sống, có sinh mạng đều không được giết hại. Bồ Tát phải luôn phát khởi giữ gìn tâm từ bi hiếu thuận, dùng phương tiện mà cứu mạng, bảo vệ cho tất cả chúng sanh. Người thích sát sanh thì làm ngược với 4 tâm vô lượng từ bi hỷ xả, như vậy là phạm vào tội ba la di của hàng Bồ Tát. Câu chuyện Dế Trả Oán, trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào cuối đời Minh, có người họ Trương ở Hàng Châu rất thích chơi đá dế,
con dế nào đã thua, ông đều ngắt đầu rồi vất đi. Về sau, họ Trương bị một cái nhọt lớn mọc trên lưng. Bên trong nhọt thịt thối đen, lại có hình như hàng trăm cái đầu dế, chạm vào đều cử động. Họ Trương chịu đau đớn thấu xương tủy, cuối cùng gào khóc mà chết. Lời bàn: người đời tạo nghiệp căn bản đều do nơi sáu căn. Khi một căn đã động, năm căn khác cũng đều theo đó phát khởi. Chẳng hạn như người nuôi dế đá, căn bản ban đầu là vì con mắt muốn xem, nhãn căn tạo nghiệp, nhưng khi đi bắt dế phải lắng tai nghe tiếng dế kêu để bắt, thì lúc ấy nhĩ căn tạo nghiệp. Khi đá dế dùng tay khích động cho dế đá, đó là thân căn tạo nghiệp. So tính việc thắng thua, đó là ý căn tạo nghiệp. Thắng cuộc uống rượu thì tỷ căn, mũi ngửi, thiệt căn, lưỡi nếm tạo nghiệp. Kinh Lăng Nghiêm nói đến nghiệp báo từ sáu căn chính là ý này. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Di Đà vì chúng ta phát nguyện lập hạnh để mong chúng ta thành Phật. Chúng ta bội nghịch hạnh nguyện của Đức Di Đà, nên bao kiếp dài lâu ngập lặng mãi trong lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà chính là Đức Phật ở ngay trong tâm chúng ta. Ta chính là chúng sanh trong tâm Phật Di Đà. Tâm đã là một, nhưng phàm và thánh cách nhau một trời một vực, là do ta cứ một bề mê muội trái nghịch nên mới đến nội như thế. Tính tâm như vậy mới đáng là chân tính. Dùng tính tâm này phát nguyện quyết định vãng sanh, hành hạnh quyết định niệm Phật mới hồng thâm nhập Tịnh Tông pháp giới. Thành tựu ngay trong một đời, một phen siêu thân, liền vào thẳng ngay địa vị Như Lai, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn thường hằng vậy. Trong sự niệm Phật, điều trọng yếu nhất là để liễu sanh thoát tử. Đã vì liễu sanh tử thì với nỗi khổ sanh tử, tự sanh tâm chán nhàm, với sự vui Tây Phương tự sanh tâm ưa thích. Như thế thì hai pháp tín nguyện sẽ được đầy đủ, trọn vẹn ngay trong khoảnh khắc ấy. Rồi lại thêm chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ mà niệm, thì Phật lực, tự tâm tín nguyện công đức lực, cả ba pháp cùng hiển hiện trọn vẹn. Khác nào mặt trời rực rỡ trên không, dù cho mây đùng băng đóng tầng tầng, không lâu cũng sẽ tan hết cả. Câu chuyện trăm duyên chẳng quản, buông xả niệm Phật vãng sanh Tây Phương, trích trong Niệm Phật Pháp Yếu. Bà lão Bách Bắc Quảng đời nhà Thanh, không rõ họ tên, người Hàng Châu, từng đến hỏi Hòa Thượng Đạo Nguyên ở Hiếu Từ Am rằng tu pháp môn gì thì trong một đời quyết sẽ thoát khỏi biển khổ. Hòa Thượng dạy: không gì bằng niệm Phật, nhưng niệm Phật chẳng khó, niệm cho lâu bền mới khó. Niệm lâu bền chẳng khó, nhất tâm mới khó. Nếu có thể chẳng quản đến hết thảy, chuyên tâm trì danh, chí thành phát nguyện vãng sanh, thì lâm chung Phật đến tiếp dẫn, sẽ thoát ly khổ hải. Bà vui mừng lễ tạ, liền đem việc nhà giao hết cho con dâu, tự lập tịnh thất để thờ Phật hầu tu trì trong ấy. Một năm sau lại đến hỏi: từ khi được khai thị, đệ tử đã buông bỏ việc nhà, chuyên gắn niệm Phật. Tự vấn thấy mình tu hành đã lâu, chẳng lười nhác, nhưng khổ nổi vẫn chưa được nhất tâm. Thầy có cách nào dạy cho con? Hòa Thượng bảo: bà tuy bỏ hết việc nhà, nhưng chưa thể thôi nghĩ tưởng đến con cháu quyến thuộc. Đấy là ái căn chưa nhổ, làm sao nhất tâm được. Nay bà nên gia công, trước hết phải nhổ sạch ái căn, đem hết thảy buông xuống, thì sau đấy mới đắc nhất tâm. Bà than: lời thầy thật đúng, con tuy chẳng quản đến thân, nhưng chưa thể chẳng quan tâm đến cái tâm. Từ nay phải thật sự trăm việc chẳng quan tâm đến vậy. Bà liền càng gia công tinh tấn, ái tâm vừa động liền thầm niệm ba chữ Bách Bất Quản, nghĩa là trăm việc chẳng màng, để tự khu trừ. Nếu ai hỏi đến việc nhà cũng dùng ba chữ ấy để cự tuyệt, do vậy thành tên Bách Bất Quản trong vòng gia thuộc. Hơn một năm sau, bà đến am tà: thầy chẳng lừa dối con, đệ tử có ngày đi về Tây rồi. Vài hôm sau, bà không bệnh mà mất. Tôi thường bảo nhân quả là cái gốc lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Như Lai độ chúng sanh.
Bỏ nhân quả mà bàn đến chuyện trị quốc bình thiên hạ, khác gì níu cây tìm cá. Tôi chưa từng thấy ai có thể tìm được cả. Phật dạy dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy xem việc làm hiện tại. Nếu như những điều mình tạo tác đời này đều là việc ác, đời sau chắc chắn bị quả báo ác. Nếu những hành vi đời này đều là việc lành, thì đời sau nhất định hưởng thiện quả. Kinh dịch chép, tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa. Nhà chất chứa điều chẳng lành, tai ương ắt có thừa. Kinh thư chép, tác thiện giáng chi bách tường, tác bất thiện giáng chi bách ương. Nghĩa là làm lành, trăm điều tốt lành giáng xuống. Làm việc chẳng lành, trăm tai ương đổ xuống. Lý ấy hệt như lý nhân quả của Đức Phật ta đã giảng. Chữ dư đã nói chính là tàn dư của chánh báo, chứ không phải là chánh báo. Chính người ấy trong đời sau tự mình hưởng thụ, nên gọi là bổn khánh bổn ương, điều vui mừng hay tai ương chính. Còn dư báo lan qua con cháu, dư báo dư ương đều là do tổ phụ tích chứa mà thành vậy. Câu chuyện nhân quả làm việc thiện được thiện báo. Lương Đài Sang thường đọc sách tại một đình ở ven sông. Một hôm Đài Sang nghe lũ quỷ nói chuyện với nhau: ngày mai có một phụ nữ đến nhảy sông tự tử, ta sẽ được đi đầu thai. Sáng hôm sau Đài Sang quả nhiên thấy một thiếu phụ đầu tóc bối rối, vừa đi vừa khóc muốn nhảy xuống sông tự tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đài Sang nhớ tới lời quỷ đã nói vào đêm qua, bèn lớn tiếng kêu người thiếu phụ. Thiếu phụ nghe thấy tiếng người, sực tỉnh cơn mê mà dừng lại. Đài Sang lên tiếng hỏi: cô nương gặp chuyện gì mà phải quyên sinh vậy? Thiếu phụ đáp: gia đình thiếp nghèo, chồng thiếp lại ham cờ bạc, thua nợ quá nhiều, bắt thiếp phải vào lầu xanh tiếp khách để lấy tiền trả nợ. Thiếp tuy quê mùa nhưng được sự giáo huấn của song thân, còn biết chút ít liêm sĩ nên thà chết mà không muốn làm nhục thanh danh. Đài Sang nói: cô nương chớ nên quyên sinh, tôi có chút ít tiền bạc có thể giúp đỡ gia đình cô qua khỏi cơn hoạn nạn này. Đài Sang vừa nói xong thì thấy một thanh niên thở hổn hển chạy đến kéo lấy tay của thiếu phụ. Sang nói với người thanh niên: ông vì cờ bạc mà tán gia bại sản, sau này nên chừa. Tiền bạc mất đi còn có thể kiếm được, người chết đi rồi thì không thể sống lại được nữa. Ông nợ người ta bao nhiêu tôi có thể giúp ông trả cho. Hai vợ chồng cảm tạ Đài Sang mà đi. Đêm đó Đài Sang lại nghe một quỷ nói: đáng lẽ ra ta được đi đầu thai rồi, nhưng bị chàng thư sinh làm hỏng chuyện. Một quỷ khác giận nói: sao không làm hại thằng đó đi? Quỷ khác đáp: không được đâu, Ngọc Đế đã tuyển người này làm thượng thư sau này, mình không thể hại nó được. Về sau Đài Sang thi đỗ được bổ làm chức ngự sử, và sau cùng lên đến chức thượng thư. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nay hiện đang là tình thế hoạn nạn, thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống. Bất luận gặp phải những tai ương hoạn nạn như nước, lửa, đao binh, đói kém, ôn dịch, sâu rầy, châu chấu, hạn hán, lục lội, oán gia đối đầu, vân vân, chỉ chịu chí thành khẩn thiết thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm, trích trong Tăng Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Triều nhà Thanh có Phật tử Đặng Thừa Chiếu, hiệu Thần Phong, người ở Phiên Ngung, tỉnh Quảng Châu, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới từ lúc nhỏ. Niên hiệu Khang Hy nhà Thanh, vào tháng 5 năm Mậu Thân, chị dâu của ông là Huỳnh Thị, nơi cổ bỗng nhiên bị mọc một ghẻ, bệnh hành hạ khốn khổ không sao nói được. Hơn tuần lễ sau, ông gặp Hoàng Tân Hòa Thượng trên đường đi ngang qua nhà. Thừa Chiếu vội vàng chạy ra xin ngài dừng bước. Thừa Chiếu bước đến lễ bái vấn an Hòa Thượng, đoạn đem bệnh trạng nguy ngập của Huỳnh Thị
bạch lên Hòa Thượng và xin Ngài chỉ dạy phương pháp cứu chữa cho bệnh nhân. Sau khi nghe thừa chiếu tác bạch, Hòa Thượng Hoàng Tân từ bi khuyên dạy, lão Tăng này cũng chưa có cách gì để cứu chữa, nhưng người nên biết Quán Âm Đại Sĩ oai thần bất khả tư nghì. Ngài thường đem pháp vô úy bố thí cho chúng sanh. Nếu ai thành kính tin tưởng nơi Ngài và hết lòng cầu khẩn xin cứu giúp thì chắc chắn sẽ được cảm ứng. Dứt lời, Hòa Thượng đem quyển Quán Âm Cứu Sanh Thập Cứu Kinh trao cho Thừa Chiếu. Thừa Chiếu mang kinh về để trên bàn trước giường bệnh của người chị dâu và bảo chị tự tụng. Vì bệnh nhân không còn khả năng đứng lên được nữa nên không thể đến trước bàn Phật, chỉ có thể ngồi trên giường bệnh xem kinh mà tụng. Tuy vậy, bà rất thành tâm tụng kinh. Vào lúc ban đêm khi bà tụng thì những chữ trong kinh dường như lớn gấp bội, giúp bà có thể nhìn thấy dễ dàng. Qua ngày kế tiếp thì bà thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh thần tỉnh táo. Bà thành tâm tiếp tục trì tụng đến ngày thứ ba, thì đến lúc nửa đêm, một ghẻ trên cổ tự nhiên bể miệng, máu mủ lan tràn khắp cả người. Sau đó bà cảm thấy người nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Quá vui mừng, bà bật kêu lớn, bệnh của tôi đã khỏi rồi. Mọi người kéo đến hỏi thăm, bà xin người nhà cho nước súc miệng thật sạch, rồi đến trước tượng đại sĩ, chí thành lễ bái, cảm tạ ân đức, từ bi vô lượng của Ngài. Cả nhà chứng kiến sự nhiệm màu này nên đều vui mừng khôn xiết. Bà con láng giềng cũng như tất cả những người xa gần nghe thấy việc ấy đều khen ngợi việc này và tán thán từ lực vô cùng màu nhiệm của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật nguyên lai ra sao? Do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không thường hằng bất biến. Tuy thường hằng chẳng biến nhưng lại niệm niệm tùy duyên. Nếu chẳng duyên theo Phật giới sẽ duyên theo cụ giới. Chẳng duyên theo tam thừa sẽ duyên theo lục đạo. Chẳng duyên theo nhân thiên ắt sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên theo nhiễm tịnh sai khác thành ra quả báo sướng khổ khác xa. Dù bản thể trọn chẳng biến đổi, nhưng tướng và dụng dĩ nhiên khác biệt một trời một vực. Ví như hư không mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng thì tối. Tuy bản thể của hư không chẳng vì mặt trời hay mây mà tăng, giảm, nhưng tướng trạng hiện rõ hay ngăn che, cố nhiên chẳng thể nói là cá mè một lứa. Do nghĩa này, Như Lai dạy mọi chúng sanh duyên niệm nơi Phật. Vì thế mới nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Câu chuyện Sư Thích Pháp Trí trích trong Bốn Chúng Vãng Sanh. Vào đời Tùy Văn Đế năm 581 đến 618, Sư đến học ở Đông Việt, những bậc am tường giáo nghĩa Đại Thừa, Tiểu Thừa, Sư đều lễ làm thầy. Vì vậy, Sư trở thành người bác học đa văn, người đời ít ai sánh bằng. Cuối đời Tùy, Sư cho rằng pháp môn tu tập thẳng tắp nhất, không gì bằng niệm Phật, do đó sớm tối Sư niệm Phật không gián đoạn suốt 7 năm. Sư suy nghĩ, trong kinh nói phạm một tội, đột kiết la phải chịu tội trong một trung kiếp. Điều này đáng tin vì hẳn là thế. Nhưng xưng niệm một câu A-di-đà Phật sẽ diệt được vô lượng tội nặng trong ức kiếp thì ta có chút nghi ngờ. Có người bảo với sư, chớ có tự nghi ngờ. Giáo pháp dạy niệm Phật lâu ngày sẽ có công đức. Khi có công đức thì nghiệp chuyển hóa. Nghiệp đã chuyển hóa thì tam muội phát sinh. Nay ông không tin, tức là nghi ngờ giáo pháp của Phật. Nghi giáo pháp thì đức tin không có chỗ nương tựa. Đã không có chỗ nương tựa thì tâm tự loạn. Tâm đã loạn thì mất chánh niệm. Đó là tội phỉ báng, là nhân đọa vào địa ngục. Vậy thì sao lại khởi lên sự nghi ngờ như thế? Nghe qua sư tỉnh ngộ, đến đài đâu xuất ở chùa Quốc Thanh, tuyệt hẳn các duyên nhất tâm niệm Phật, niệm đến chuyên nhất. Sư thường được cảm ứng thấy Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Thế Chí cùng hiện đến. Một hôm, sư lại thấy ánh sáng của thiên quang bảo bình chiếu vào thân sư. Sư báo cho tăng tục người thân rằng,
ta sẽ vãng sinh tịnh độ vào một ngày gần đây. Ai có thể sắm sửa thức ăn để tiễn biệt ta không? Mọi người đều cười nói, nếu đúng như vậy, thì chúng tôi đâu có tiếc một bữa cơm, chỉ ngại sư không thể vãng sinh mà thôi. Rồi họ hẹn 3 ngày sau sẽ tổ chức bữa ăn. Ngày ấy sau khi thọ trai xong, sư cũng không bệnh gì cả. Do đó có người nghi ngờ việc sư vãng sinh và khởi tâm khinh nhờn. Đến chiều tối, mọi người ở lại chờ xem sư vãng sanh. Khoảng gần nửa đêm, sư ngồi trên giường niệm Phật, rồi an nhiên viên tịch. Đêm ấy có ánh sáng sắc vàng từ hướng Tây chiếu xuống, tỏa sáng đến vài trăm dặm. Những người đánh cá ở trên sông tưởng rằng trời đã hừng đông, thuyền này ngóng thuyền kia, tất cả đều kinh ngạc. Thật lâu sau trời mới sáng. Trời là đại phụ, đất là đại mẫu, hết thảy nam nữ đều là con cái của trời đất, đều là kẻ ruột thịt của ta. Đã là ruột thịt phải trọn hết lòng hòa thuận, yêu thương, che chở, nâng đỡ, mong cho ai nấy đều được yên ổn. Như thế sẽ chính là đứa con xứng đáng của trời đất, chẳng khiến đấng sanh ra ta hổ thẹn. Đã có thể che chở, nâng đỡ con cái của trời đất, ắt trời đất sẽ thường che chở, nâng đỡ kẻ đó, khiến cho phước sâu, thọ dài, mọi chuyện như ý. Nếu như mặc tình hoành hành, khinh hiếp con cái của trời đất, sẽ tổn phước, giảm thọ, diệt môn, tuyệt tự. Khi một hơi thở ra, không hít vào được nữa, sẽ vĩnh viễn đọa trong ác đạo, trải trăm ngàn kiếp, không được làm thân người lần nữa. Ấy chính là tự mình chuốc họa, há có phải là trời đất không nhân từ ư? Khoan nói đến những chuyện khác, kìa như vợ con, chị em, ai nấy đều có. Nếu kẻ nào dòm ngó vợ con, chị em của chính mình, ta liền nổi nóng bực tức, muốn đánh nhau. Sao lại thấy vợ con, chị em của người ta có chút nhan sắc, tâm bèn khởi sần dâm niệm, lâm le toan ô nhục họ. Cùng là con cái của trời đất, là ruột thịt của ta. Nếu đối với người ruột thịt mà khởi ý niệm bất chánh, sẽ là ô nhục con cái của trời đất, khinh khi người ruột thịt, kẻ ấy còn có thể đứng trong trời đất, còn đáng gọi là người nữa ư? Huống chi, đạo vợ chồng thuộc về tam cương ngũ thường. Nam nữ lập gia đình là diện mối lớn lao của con người. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có nhân luân. Nếu làm chuyện khinh miệt lý, loạn luân, chính là dùng thân người để làm chuyện cầm thú. Thân tuy là người, nhưng thật ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý. Con người biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý, phải ở dưới loài cầm thú. Câu chuyện họ Vương và họ Thẩm trích trong An Sĩ Toàn Thư. Khoảng đầu niên hiệu khai hy triều Tống, có vị tiến sĩ người Giảng Châu là Vương Hành Am, vốn người ốm yếu nhưng biết tiết chế sắc dục. Ông có người em con nhà cô cậu họ Thẩm, thân thể cường tráng nhưng thường buông thả phóng túng chuyện sắc dục. Ông Vương nhiều lần khuyên can nhưng ông Thẩm không nghe. Một hôm ông Thẩm từ bên ngoài quay về nhà, bỗng tận mắt chứng kiến vợ mình đang gian dâm với người khác. Ông vừa muốn đưa tay lấy khí giới vung lên để đánh thì bỗng nhiên cánh tay không thể nào cử động được nữa, chỉ thét lên một tiếng lớn rồi chết. Năm ấy, ông vừa mới 31 tuổi. Mùa đông năm Đinh Mão, ông Vương ngẫu nhiên có bệnh, liền mời đạo sĩ đến thiết đàn làm lễ cầu an. Đạo sĩ đốt sớ xong nằm phục xuống đất hồi lâu rồi bỗng nhiên vùng dậy nói, ta tra xem tuổi thọ của ông, thấy chỉ sống được đến 50 tuổi, nhưng vì cân nhắc đến việc ông không khởi tà dâm, nên được sống thêm 3 kỷ nữa. Một kỷ là 12 năm, 3 kỷ tức là 36 năm. Quả nhiên về sau, ông Vương sống đến 86 tuổi mới qua đời. Lời bàn, những chuyện trêu hoa ghẹo liễu nơi lầu xanh gác tía, cố nhiên là phải vĩnh viễn dứt trừ, nhưng ngay cả trong đạo vợ chồng, những lúc quan hệ cũng phải giữ sự nghiêm túc, kính trọng nhau như khách quý. Tiếc xương tự sống vào đời đường, mỗi khi đến gặp vợ đều nghiêm trang đúng lễ. Trước tiên ông phải sai người hầu gái đến báo trước nhiều lần, sau đó mới cầm đuốc sáng đi vào phòng vợ,
cùng nhau chuyện trò, chỉ nói đến những việc cao thượng, thanh nhã. Sau khi dùng trà xong thì từ biệt, quay về phòng mình. Nếu hôm nào muốn ngủ lại chung phòng cùng vợ thì nghiêm chỉnh mở lời rằng: Xương tự này lấy việc nói dối tông đường làm trọng, xin được cầu may một dịp gần gũi. Chuyện này nghe qua có vẻ gần như hoang đường, thái quá. Tuy nhiên muốn uốn nắn chỗ công lệch sai lầm thì trước tiên cũng phải hơi thái quá trong sự ngay thẳng chính đáng. Vì thế nên trích ghi vào đây để sự răn nhắc được thêm đầy đủ. Chữa bệnh thì đối với những căn bệnh do oán nghiệp khó lành, hãy nên dạy bệnh nhân xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và khuyên họ kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiếc sinh mạng loài vật. Chẳng những bệnh nhân được hưởng sự tốt lành, tiêu nghiệp, khỏi bệnh, mà y đạo của ông cũng nhờ đấy ngày càng phát đạt. Gần đây Tây Y hãy thấy bệnh nhân ăn chay, bị bệnh, liền thường khuyên họ nên ngã mặn, bảo ăn thịt giàu chất bổ, chẳng biết gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, lại còn kết oán nghiệp nữa. Con người tạo ra vô số những nghiệp ác ghê gớm như vậy, chung quy cũng chỉ từ một nguyên nhân duy nhất là thói ăn thịt của con người chúng ta. Cho nên tội lỗi của việc ăn thịt chiêu cảm quả báo cũng không thể nhẹ. Người đời thường nói, tôi chẳng làm điều gì xấu ác, việc gì lại phải ăn chay. Than ôi, đâu biết rằng, trong lúc các người yên ổn trên giường êm nệm ấm, thì có biết bao kẻ vốn không quen không biết, nhưng đã vì các người mà tạo ra nghiệp ác, giết hại hết sức nặng nề, chỉ để có món thịt trong bữa ăn của các người. Con người ta từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già, những con vật trên cạn dưới nước, đã từng ăn vào bụng thật không thể đếm xuể, tích lũy chất chứa lâu ngày như thế, ắt là toàn bộ máu thịt, xương cốt, vân vân, trong khắp thân thể này, chỗ nào cũng là sự tích tụ của các loài cầm thú, thật đáng ghê sợ biết bao. Cho nên chỉ riêng việc ăn chay đã là một phong thái thanh tịnh cao quý. Đối với người chưa giữ giới không giết hại, tất nhiên không dám gượng ép. Nhưng đối với những người đã giữ giới không giết hại, làm sao có thể không ăn chay? Câu chuyện quả báo lạ thường, người sinh ra rắn, trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào mùa hạ thuộc niên hiệu Khang Hy năm thứ 17, ở Nam Kinh có một người chuyên bán món bún nấu lương. Người đến mua lúc nào cũng rất đông. Ngày kia vợ ông ta có thai đã đến lúc sinh nở. Bỗng từ trong bụng bò ra một con rắn lớn, không bao lâu sau lại tiếp tục sinh ra hàng trăm con rắn nhỏ, bò lúc nhúc khắp trong nhà. Bà ta thấy vậy sợ quá mà chết. Lời bàn, người chuyên giết hại cắt xẻ thân xác loài vật, trong tâm địa vốn đã sớm hóa rắn trước rồi, sao có thể tránh được quả báo xấu ác quái lạ như thế? Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.